Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta cùng gặp lại trong bản điểm tin vào tối thứ sáu hàng tuần để cùng đánh giá lại toàn bộ tình hình thị trường trong tuần vừa qua cũng như sẽ có một vài cái nhận định xu thế thị trường trong tuần mới. Và sau đó thì chúng ta sẽ đi phân tích tất cả các cái mã cổ phiếu danh mục mà chúng ta theo dõi hàng tuần cũng như các cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã khuyến nghị ở trên Zoom Zalo, VPS N01 trong thời gian vừa trong tuần vừa qua. Trong tuần vừa rồi thì một số các anh chị cũng có hỏi Hùng Lê là team của Hùng Lê thì có nhóm phái sinh không? Tại vì liên tục một số các cái bản tin gần đây của Hùng Lê thì Hùng Lê không có giới thiệu đến cộng đồng nhà đầu tư về rung lệnh phái sinh, thì team của Hùng Lê có rung lệnh phái sinh. Ở trên rung lệnh này thì tất cả những tài khoản active của team thì sẽ được chuyển thể lên đây, và sau đó thì hàng ngày thì sẽ có admin sẽ thông báo các cái lệnh lệnh long hoặc lệnh short ở trên nhóm, và trên nhóm này thì gần như là chỉ có lệnh của admin, không có những cái lệnh của các anh chị em ở trong team, bởi vì là có một cái team gọi là có một cái room để chúng ta có thể thảo luận và trao đổi về phái sinh. Thì riêng về phái sinh thì nó có hai room, một room là room thảo luận và một room là room lệnh. Thì hiện tại đây là những cái tổng kết của team thì hàng tuần, hàng ngày và kết thúc tháng thì đều có những cái lệnh tổng kết để cho chúng ta có thể biết được cái tỷ lệ thắng trên thua nó là bao nhiêu. Thì là ở team của Hùng Lê thì có rung lệnh phái sinh, còn hỗ trợ tất cả những anh chị em trong cái mảng chứng khoán cơ sở thì Hùng Lê có một team, đó là rung VPS N01. Thì một số các anh chị cũng có nhắn tin có xin Hùng Lê là tham gia nhóm. Tuy nhiên cái việc mà tham gia nhóm hỗ trợ chuyên sâu thì Hùng Lê cần có một điều kiện, đó là các anh chị phải chuyển cái tài khoản đang giao dịch tại các cái công ty chứng khoán khác về tài khoản tại công ty chứng khoán VPS thuộc team của Hùng Lê quản lý. Có rất nhiều những cái lý do tại vì sao mà Hùng Lê lại phải làm như vậy, bởi vì trước đây thì Hùng Lê cũng đã chia sẻ rồi, đó là những anh chị nào mà đã đồng hành cùng với team của Hùng Lê thì các anh chị cũng đã biết là khi Hùng Lê làm team cộng đồng thì nó có rất nhiều các cái vấn đề phát sinh, và đặc biệt là các anh chị mà không thuộc team và những cái nhà đầu tư trên thị trường thì cái ý thức tham gia trên Zoom nó rất là kém. Chính vì vậy nên là Hùng Lê có yêu cầu cái điều kiện như vậy. Cái điều kiện đó thì nó cũng không có gì cả, thay vì cái việc là các anh chị đang trending tại công ty A, công ty B, công ty C thì các anh chị sẽ chuyển tài khoản về để trending ở trên trên công ty chứng khoán VPS và cùng đồng hành với team của Hùng Lê. Ok, như vậy thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi, trước khi mà đi phân tích toàn bộ tình hình thị trường trong tuần vừa qua thì Hùng Lê sẽ điểm lại một tí. Trong bản tin video số 73, tức là phân tích thị trường tuần từ ngày 30 đến ngày mùng 4 tháng 10, Hùng Lê ghi bị sai. Thì Hùng có nhận định rằng là thị trường của chúng ta sẽ chạm mốc 1.000 điểm, và sau đó thì cái kịch bản Hùng Lê kỳ vọng đó là thị trường của chúng ta sẽ tiệm cận vào mốc 1.110 điểm. Tuy nhiên chúng ta cũng thể nhìn thấy lại là trên biểu đồ VN-Index của chúng ta. Trên biểu đồ VN-Index của chúng ta thì trong tuần vừa qua thì chỉ có một phiên, đó là phiên ngày 30 tháng 9, chỉ có một phiên của ngày 30 tháng 9, tức là phiên đầu tuần. Phiên đầu tuần thì VN-Index của chúng ta đánh qua được mốc 1.000 điểm. Và cái điểm số đóng cửa cao nhất ở trong phiên ngày hôm đó là bao nhiêu? VN-Index của chúng ta chạm được cái mốc cao nhất, đây là được 1.004 điểm trong phiên, và sau đó thì kết phiên thì VN-Index đã tạo thành một cái cây nến đảo chiều ở đây, nó hơi xấu. Và sau đó, sau cái hiệu ứng của cái việc là VN-Index của chúng ta không vượt được mốc 1.000 điểm thì phiên liền sau đó thì đã có một cây nến xanh, cây nến đỏ rất là mạnh của phiên ngày mùng 2 tháng 10, và sau đó thì có một cây nến hồi lại
Và cây nến kết tuần thì nó hơi xấu khi mà VN-Index của chúng ta đã đánh mất mốc 990 điểm. Thì như vậy chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái mốc 1.000 điểm là một cái mốc mà cái tâm lý của nhà đầu tư nó rất là khó khăn. Trong cả cái quãng thời gian từ tháng 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 3, cho đến tận bây giờ thì cứ mỗi lần chạm về mốc 1.000 điểm thì VN-Index của chúng ta lại có xu thế đảo chiều đi xuống và lại tích lũy ở vùng nền thấp hơn và sau đó thì lại oàn mình để vượt lại. Thì tí nữa thì Hùng Lê sẽ có một vài cái phân tích nhận định về xu thế thị trường trong tuần mới. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem mã Vinhome. Thì đối với Vinhome, cái ngưỡng kháng cự mạnh ở trong cái thời điểm hiện tại, ở trong cái tuần gần đây đó là vẫn là ở cái mốc 90, và hiện tại thì Vinhome đang có những cái điểm lình xình. Đang có những cái điểm lình xình ở quanh vùng 90, tức là chạm đến vùng 90 trong phiên ngày thứ hai thì đã chạm vùng 90 và sau đó thì Vinhome đã không giữ được ở cái mốc này. Thì kịch bản hiện tại của Vinhome thì Hùng Lê cũng đang nhìn thấy là dòng tiền của Vinhome thì đang khá là yếu, và đặc biệt là tín hiệu đường MACD thì đang hơi xấu, đang cho thấy rằng là cái xu thế chủ đạo của Vinhome thì vẫn vẫn nằm ở một cái xu thế chỉnh và khả năng cao thì Vinhome sẽ có những cái phiên lình xình sẽ lình xình ở quanh vùng hỗ trợ ở đây khoảng vùng 87.5. Có thể là chạm lại vùng 87.5 và sau đó thì sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật nó tốt hơn. Còn hiện tại thì cái động lực tăng của Vinhome thì hiện tại chúng ta cũng chưa chưa nhìn thấy. VIX, đối với VIX thì trong cái bản tin tuần trước thì cũng có đề cập đến việc là cái xu thế chủ đạo của VIX hiện tại thì là VIX lại đang chuyển từ cái trạng thái tăng tăng hồi và sang trạng thái giảm giá hoặc là lình xình đi ngang. Bởi vì cái đường MACD của VIX hiện tại thì đang khá là xấu, và như thế thì xu thế hiện tại của VIX lại có cái xu thế đi gọi là tích lũy đi ngang ở quanh nền 119, và cũng có thể là VIX sẽ có những phiên đánh chạm lại vùng 115. Đánh chạm lại vùng 115. Còn trên cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của VIX thì VIX đang khá là yếu, tức là họ 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 nhà VIX hiện tại đang khá là yếu. Đối với VRE thì Hùng đã có phân tích rồi. Cái kịch bản mà chúng ta đề cập đến là việc trong cái giai đoạn hiện tại thì VRE, cái xu thế chủ đạo của VRE vẫn là một xu thế chủ đạo là giảm giá, và xen kẽ những cái nhịp giảm thì có thể VRE sẽ có những cái điểm gọi là điểm hồi, và cái mục tiêu cái vùng giá mà VRE khả năng sẽ quay về tích lũy lại ở quanh nền 30 đến khoảng nền 30.2, thì kịch bản của Lê hiện tại thì đang như vậy. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là nhóm của họ nhà VIX hiện tại đang khá là yếu. Chúng ta cùng phân tích mã Vinamilk. Đối với Vinamilk thì Hùng Lê đã khuyến nghị ở trên Zoom Zalo, chúng ta mở mua ở quanh các cái vị thế ở quanh vùng giá 124, và cũng đã khuyến nghị các anh chị là chúng ta target đạt được của Vinamilk là vùng giá 130. Vùng giá 130 thì chúng ta sẽ canh chốt và sau đó thì có thể cover lại ở quanh vùng vùng chỉnh ở đây, nếu mà chỉnh sâu thì sẽ là vùng bao nhiêu, 125.5 và có thể là quanh vùng 128. Ở những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Vinamilk, những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Vinamilk thì khả năng là Vinamilk sẽ chưa tăng ngay được đâu. Sau một cây nến xanh đẩy tăng mạnh như thế này thì khả năng là Vinamilk sẽ có những cái nhịp tích lũy lại ở quanh vùng nền 127.5. 127.5, tức là sau khi hoàn thành cái nhịp đáy thứ nhất là chạm vùng 130 thì khả năng là Vinamilk sẽ có những phiên lịch sử ở quanh đây. Và cái mục tiêu tiếp theo của Vinamilk thì vẫn kỳ vọng là Vinamilk vẫn đang có một cái điểm đánh kỹ thuật nó tốt hơn, tức là cái điểm chạy nó sẽ dài hơn, tức là vùng giá mục tiêu tiếp theo của Vinamilk có thể sẽ là vùng 135. Đối với những tài khoản mà chúng ta đang nắm giữ Vinamilk thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể nắm giữ tiếp, bởi vì là những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Vinamilk thì cũng đang đánh giá đây là một trong những cái trụ đang khá là tốt, khá là ok. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu BVH. Đối với BVH thì phiên ngày thứ sáu, phiên ngày hôm nay thì BVH bị đạp khá là mạnh, và sau khi bị đạp mạnh như thế này thì khả năng là BVH lại chạm lại về vùng 72. Thì trong tuần thì đã có những cái bài
tin, phân tích và đề nghị khuyến nghị chúng ta có thể tham gia ở cái vùng nền quanh cái vùng 72, quanh vùng 72 để đánh T cộng. Hiện tại thì đối với tín hiệu của BVH thì đang khá là chưa thực sự là tích cực, và xu thế chủ đạo cao thì khả năng là BVH vẫn tiếp tục trong một cái nền tích lũy đi ngang ở quanh nền giá 72. Chúng ta cùng phân tích mã MSN, Mansan. Đối với Mansan thì tuần vừa qua thì Mansan đang có một tuần giao dịch nó hơi lình xình. Trong một cái bản trước đây của Hùng Lê thì Hùng Lê có đề cập đến việc là Mansan đánh về vùng 80 và sau đó sẽ chỉnh lại về quanh vùng khoảng 78, quanh vùng 78. Và bây giờ thì vùng 77, vùng 77 thì sẽ là vùng mà Mansan sẽ tích lũy lại ở trong cái nhịp này. Chúng ta sẽ cùng quan sát Mansan, ở quanh vùng giá 77. Khả năng thì kịch bản hiện tại thì đối với tín hiệu MACD thì đang xấu rồi. Tín hiệu kỹ thuật của Mansan hiện tại đang xấu khi mà dòng tiền thì đang bị mất và giá ở trên biểu đồ nến tuần, tức là trên biểu đồ nến tuần thì Mansan đã có một cây nến giảm. Lực hồi phục của Mansan hiện tại thì Hùng Lê chưa nhìn thấy khi mà dòng tiền tiếp tục bị suy yếu, và một số các tín hiệu kỹ thuật khác thì cũng đang cho thấy rằng là cái xu thế chủ đạo của Mansan là xu thế lình xình đi ngang cũng như xu thế tích lũy. VDC, đối với VDC là một trong những cái mã cổ phiếu mà được Hùng Lê phân tích trong một cái quãng thời gian rất là dài. Và là một cái mã cổ phiếu trụ, Hùng Lê cũng đã dành những cái phân tích kỹ, phân tích sâu và khuyến nghị cho tất cả những anh chị em cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta tham gia. Target của VDC ở vùng 140 thì đã ok rồi, và trong cái kịch bản hiện tại là VDC sẽ chỉnh lại về vùng 135, từ vùng 135 này thì đánh về vùng 145. Trong tuần vừa qua thì tín hiệu dòng tiền của VDC thì nó đã khá là ok hơn, nhưng mà thanh khoản thì vẫn đang ở mức rất là thấp, và cái tín hiệu đường ACD thì chưa thực sự là tích cực. Với xu thế chủ đạo hiện tại, thì khả năng VDC sẽ đi ngang ở quanh vùng 137 đến vùng 138, ở quanh vùng này, và sẽ cần một phiên VDC hút lại dòng tiền, tức là có cái khối lượng giao dịch khoảng trên 1 triệu cổ phiếu, và giá thì tiệm cận lại cái vùng đỉnh cũ, tức là vùng 140, thì như thế thì cái xu thế tiếp theo của VDC của chúng ta sẽ được xác lập. Chúng ta cùng đi điểm qua họ nhà dầu khí. Thì đối với GAT thì chúng ta nên nhìn GAT ở trên một cái xu thế dài, đó là trên biểu đồ đến tuần, bởi vì là chúng ta nhìn GAT ở trên biểu đồ đến ngày thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là rối và khá là khó chịu. Hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là GAT đang có một cái nền tích lũy đi ngang ở quanh vùng giá 100, và ở trên room Zalo thì Hùng Lê cũng đã có khuyến nghị anh chị em của chúng ta tham gia bắt lại vùng GAT ở quanh vùng 100, và thậm chí là có thể là khi mà cổ phiếu lùi lại về vùng 95 thì chúng ta có thể mở điểm mua tiếp. Bởi vì GAT hiện tại thì Hùng cũng đang nhìn thấy là một cái kịch bản khả năng là GAT sẽ đi ngang ở quanh cái vùng này và tích lũy đủ thời gian. Đủ thời gian thì GAT sẽ có những cái tín hiệu bứt khỏi cái nền ở đây, tức là bứt khỏi cái nền ở đây là khoảng nền bứt khỏi cái nền 107, và có những cái tín hiệu kỹ thuật bứt khỏi một cái nền 107 thì khi đó thì GAT sẽ có những cái target cao hơn. Thì hiện tại những cái vị thế mà đối với GAT thì chúng ta đấy là những cái vị thế mua gom, các anh chị lưu ý. Mua gom, còn để mà mua hết thì chúng ta sẽ chưa mua, tức là gọi là những cái điểm mua vị thế. Chúng ta cùng phân tích mã PLX. PLX thì xấu. PLX đã bị gãy khỏi cái nền hỗ trợ ở đây, tức là nền 60, sau khi mà bị với một cái phiên bán khá là mạnh của phiên cuối tuần. Thì như vậy là cái trend của PLX hiện tại là nó đã bị phá vỡ, và khi mà cổ phiếu mà đã bị phá vỡ trend như thế này thì cái xu thế chủ đạo là xu thế giảm giá, và như vậy thì PLX sẽ có những cái nền tích lũy thấp ở phía dưới.
nền tích lũy thấp ở phía dưới, và đặc biệt là tín hiệu đường MACD hôm nay thì cực kỳ xấu đối với mã cổ phiếu này, và một số các tín hiệu kỹ thuật khác thì đang cho thấy là đà rơi của PLX sẽ rất là mạnh. Và với việc bán mạnh như thế này thì có thể là phiên thứ hai tuần tới PLX sẽ có một cái nhịp hồi nho nhỏ, tức là sẽ hồi lại về khoảng một nửa cái phần ở đây, tức là nó hồi lại được khoảng tầm 58.5 đến vùng 58.6, và sau đó thì khả năng là cái xu thế chủ đạo tiếp theo của PLX sẽ tiếp tục giảm giá. Đối với những anh chị nào mà đang cầm PLX thì chúng ta cũng xem xét để chúng ta hạ dần tỷ trọng để đảm bảo cái tài khoản. Đối với PVS thì trong giai đoạn hiện tại thì Hùng cũng chỉ view cho anh chị xem thôi, chứ còn cũng không có khuyến nghị chúng ta tham gia. Bởi vì PVS hiện tại thì dòng tiền đang đi ngang, tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu thì đang khá là xấu, và những cái tín hiệu chủ đạo là đi ngang và giảm giá. Dòng tiền tiếp tục suy yếu, và như vậy thì PVS sẽ có những cái xu thế để tích lũy ở những cái vùng thấp hơn, và hiện tại thì chúng ta cũng không tham gia mã cổ phiếu PVS. PVD thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Dòng dầu khí hiện tại thì nó đang hơi 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 yếu, PVD sau một cái nhịp phục hồi đây, tức là phục hồi ngắn hạn, tức là gọi là phục hồi đánh T cộng. Và như vậy thì sau đó chạm về đâu đó khoảng vùng giá 18.5 thì PVD đang có những cái nhịp rơi khá là mạnh, và xu thế chủ đạo của PVD thì vẫn là một cái xu thế giảm giá. Anh chị lưu ý, và với một xu thế như thế này thì khả năng PVD lại rơi lại cái vùng hỗ trợ ở đây, tức là khoảng đâu đó khoảng vùng vùng hỗ trợ đây là vùng bao nhiêu ạ? Khoảng vùng 15.4, 15.5, tức là khoảng rơi lại cái vùng ở đây. Những tài khoản nào mà đang nắm giữ PVD thì chúng ta cũng sẽ xem xét các cái nhịp hồi để chúng ta có thể giảm cái tỷ trọng của mã cổ phiếu này. ACB chúng ta cùng đi phân tích mã cổ phiếu ngân hàng. Thì đối với ACB, Hùng đã có khuyến nghị các anh chị trong team của Hùng Lê chúng ta mở mua ở quanh vùng giá 23. Nền giá 23 là nền giá mà ACB đang có những cái tín hiệu kỹ thuật tích lũy tại đây. Đang có những cái tín hiệu kỹ thuật tích lũy tại đây khá là tốt, và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là lực cầu đang quay trở lại. Tuy nhiên cái tín hiệu mà để mà ACB tăng mạnh hiện tại Hùng chưa nhìn thấy, bởi vì là cổ phiếu này thì là cái truyền thống của cổ phiếu này là rất là nặng. Và chúng ta cũng có thể view lại lịch sử một tí. Lịch sử của ACB là ACB đã có một quãng thời gian đi ngang rất là dài. Đấy, quãng thời gian đi ngang rất dài, thậm chí là đi ngang từ vùng từ năm 2013 cho đến thậm chí là đến năm 2017, tức là ACB đi ngang đến khoảng tầm độ 4 năm, và sau đó thì mới có một cái tín hiệu kỹ thuật bứt phá để tăng lên ở trong một cái nhịp này. Thì với cái dòng tiền hiện tại thì cũng đang nhìn thấy là khả năng là cái tín hiệu đi ngang của ACB thì cũng đang dần kết thúc, và cổ phiếu này thì đang có xu thế bứt phá khỏi vùng nền tích lũy, và cái tín hiệu đầu tiên cần được xác nhận đó là cổ phiếu này sẽ phải vượt vùng 24.5. Đó là cái tín hiệu kỹ thuật đầu tiên để giúp cho chúng ta nhận diện được cái trend xu thế mới của ACB. Còn hiện tại thì Hùng đã khuyến nghị ở trên room chúng ta mở mua ACB ở quanh vùng giá 23. Những anh chị nào mà chúng ta chưa có thì chúng ta cũng có thể tham gia. ACB thì là một cái mã cổ phiếu mà Hùng cũng đang nhìn thấy nó gần gần giống với cả MBB. Vietcombank thì trong giai đoạn hiện tại thì Hùng không khuyến nghị các anh chị chúng ta mở mua, bởi vì Vietcombank ở trong giai đoạn hiện tại thì cơ bản là giữ nhịp cho thị trường và lead dòng ngân hàng. Thì kịch bản ngắn nhất thì Vietcombank có thể sẽ chạm lại về vùng 85, và từ vùng 85 này thì có thể cổ phiếu sẽ chỉnh trang một tí, và sau đó sẽ tiếp tục có một cuộc hành trình mới. Đối với Vietcombank thì không những là ở trong cái giai đoạn hiện tại thì, ở target ở vùng giá 85, Hùng đang kỳ vọng là khả năng thì Vietcombank sẽ có những cái nước rút và đánh vượt qua vùng 85 và đi về vùng 90. Tuy nhiên để đi về vùng 90 thì chúng ta phải chờ cái vùng 85 đã, và chúng ta xem là cái phản ứng của Vietcombank tại vùng 85 như thế nào. Còn xu thế chủ đạo hiện tại của Vietcombank đang khá là tốt, khá là ok, khi mà dòng tiền tiếp tục được kích hoạt trở lại trên biểu đồ nến tuần, vượt trung bình 21 phiên, như vậy là khá là tốt, khá là ok.
CTG công thương thì cơ bản là vẫn những cái nhịp đình trình đánh ngang. Phiên kết tuần thì hơi xấu khi mà đã xóa sạch những cái nỗ lực ở trước đây và công thương lại hồi lại, lại về lại cái điểm xuất phát đó là điểm 20.5. Thì về cơ bản thì công thương lại 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 tích lũy lại ở vùng 20.5 thôi, chứ còn bây giờ thì những cái tín hiệu của công thương thì nó không thực sự mạnh như là một số cái mã cổ phiếu ngân hàng mà Hùng có nhấn mạnh. Điểm mua của công thương thì hiện tại không có, các tài khoản đang nắm công thương thì chúng ta cũng tiếp tục nắm thôi, chứ còn hiện tại thì cũng chưa có cái lực cầu. Và phiên ngày hôm nay thì phiên ngày thứ sáu là một phiên hơi xấu đối với công thương. Những tài khoản mà đang nắm giữ công thương thì chúng ta cũng có thể tiếp tục nắm giữ và canh những cái nhịp mà công thương hồi để chúng ta có thể bán ra. BID đối với BID là một trong những cái mã cổ phiếu mà có lẽ là đây các anh chị cũng có đang nhìn thấy những cái hình vẽ của Hùng Lê zigzag, tức là từ cái thời điểm phân tích thì những cái hình vẽ zigzag như thế này, tức là từ những cái bản tin từ rất là sớm, thì đối với BID là một trong những cái mã cổ phiếu mà Hùng có đánh giá rằng là BID sẽ lead dòng ngân hàng song trùng với lại Vietcombank, thì hai mã này sẽ luân phiên nhau để đỡ thị trường. Thì đối với BID, phiên ngày hôm qua là một phiên có tín hiệu kỹ thuật về dòng tiền rất là đẹp khi mà BID đánh lại về vùng giá 41, và phiên cuối kết tuần thì BID lại bị giảm mất một tí, tức là giảm mất một nửa, về đóng cửa ở vùng giá 40.5. Thì như vậy là cái kịch bản sang tuần mới thì vùng 40.5 sẽ có khoảng 1 đến 3 phiên nữa, 1 đến 3 phiên nữa thì khả năng là BID sẽ lình trình ở quanh đây. Cái mục tiêu đầu tiên mà BID sẽ chạm về đó là BID sẽ chạm về quanh vùng 42.5 đến vùng 43. Thì hiện tại là Hùng Lê vẫn tiếp tục giữ cái kịch bản này. Xét trên biểu đồ đến tuần thì BID cũng đang khá là ok, có 3 tuần ngừng nghỉ và ngừng nghỉ để tích lũy, và sau đó thì Hùng Lê sẽ kỳ vọng có những tuần mà BID sẽ đánh tốc lực, tức là đánh đánh nước rút để chạm về những cái target ở cao hơn. Thì đối với BID vẫn là một mã cổ phiếu khá là tốt, khá là ok. Chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu MBB. Đối với MBB thì Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị từ những cái điểm mua rất sớm từ trước chia, và sau chia thì MBB đã chạm về vùng 23, như vậy là rất là ok. Chúng ta đặc biệt lưu tâm đến việc là cây nến của tuần, cây nến kết tuần. Phiên ngày thứ sáu thì nó hơi xấu. Tuy nhiên nếu chúng ta xem ở trên biểu đồ đến tuần thì nó đang tạo thành một cái cây nến gọi là cây nến gần là cây nến doji của tuần. Thì về cơ bản là ACB, xin lỗi cả nhà, MBB sẽ có một cái nền để mà giúp cho chúng ta nhận diện ở đây. Đó là ngưỡng kháng cự trên là ngưỡng 23 và ngưỡng dưới là 22.5. Đây sẽ là một cái nền mà Hùng Lê dự báo là sang tuần tới thì MBB sẽ có thể sẽ đi ngang ở quanh cái vùng này và sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật để phát ra. Tín hiệu kỹ thuật ở đây là gì? Nếu như MBB bị gãy nền 22.5 với vol xác nhận thì như vậy là chúng ta tạm thời chúng ta phải chốt MBB đã. Bởi vì như vậy thì MBB sẽ có cái xu thế là tích lũy ở vùng nền thấp hơn. Nhưng ngược lại, trong tuần MBB không bị gãy nền 22.5, tiếp tục tích lũy đi ngang và có một phiên mà bứt được khỏi nền 23 đó, vậy thì như vậy thì chúng ta có hoàn toàn chúng ta có thể mở mua tiếp đối với MBB với những cái tài khoản đã có vị thế. Hùng sẽ phân tích mã cổ phiếu VIB luôn, bởi vì VIB là một mã cổ phiếu ngân hàng Hùng đã có khuyến nghị các anh chị trên team của Hùng Lê mở mua trong phiên, hình như là trong phiên ngày 26 tháng 9. Những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của VIB thì Hùng có đánh giá rằng là VIB sẽ hồi lại về vùng 19, ngắn hạn sẽ hồi về vùng 19. Thì những anh chị nào mà đang nắm giữ VIB thì các anh chị lưu ý giúp Hùng vùng 19. Nếu như vùng 19 mà cổ phiếu này đánh bứt qua được thì như vậy là cổ phiếu sẽ có cái xu thế đi về vùng 20.5. Sẽ có xu thế đi về vùng 20.5 ở đây. Đó. Target tiếp theo có thể là sẽ có xu thế đi về vùng 20.5. Tạm thời bỏ cái này đã. Và hiện tại thì VIB đang có những phiên đánh khá là mạnh khi mà dòng tiền tiếp tục được đẩy từ 3 đến 4 triệu cổ phiếu, và sau đó thì có một hai phiên test tích lũy và sau đó thì lại có lực cầu quay trở lại. Đối với MBB, đối với VIB là một mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã khuyến nghị
anh chị em trong team của ông Lê đầu tư, và đây mã cổ phiếu khá là tốt. STB. STB thì vùng 10.5, vùng 10.5 là cái vùng mà ông Lê đã có khuyến nghị các anh chị trong team của ông Lê mở mua vị thế đối với cổ phiếu này, bởi vì ông đang có nhìn thấy có những cái tín hiệu kỹ thuật giúp cổ phiếu bứt nền, và khi nào mà cổ phiếu vượt được cái vùng 10.7, vùng 11 thì sẽ mở mua hết. Tuy nhiên đối với tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Hùng Lê đang nhìn thấy là khả năng cao thì STB lại có cái xu thế tích lũy ở vùng 10.3. 10.3 sẽ là cái vùng hỗ 10.3 sẽ là cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu này ở trong cái nền tích lũy này, và chúng ta cần quan sát thôi, chứ còn hiện tại thì chúng ta cũng không có cách nào cả. Dòng tiền thì lại bị suy yếu, chính vì vậy nên là khả năng là cổ phiếu này sẽ lình trình ở quanh đây đã, và sau khi lình trình ở quanh cái vùng 10.3 rồi thì sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật phát đi, thì sẽ có phân tích cho các anh chị. Ngày hôm nay thì cái nhóm ngành chứng khoán bị chốt khá là mạnh. Chúng ta thấy rằng SSI đầu phiên đã có những phiên đánh lên, và sau đó thì như thế nào, kết phiên thì SSI lại bị giảm rất là mạnh, và giảm về đúng gọi là đúng cái phần trung bình của cái hộp mà Hùng vẽ ở đây, tức là vùng 21.5, chạm vùng 21.5 luôn, trên một tí. Nếu mà chúng ta xét về tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì một tuần đánh lên và sau đó một tuần giảm đi 1/2 cái cây nến ở trước đó, thì trong cái tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn như vậy thì chúng ta, nếu mà chúng ta nhìn ở góc độ dài hạn thì là không là tiêu cực, nhưng nếu mà ngắn hạn thì như thế này thì SSI đã bị một phiên chốt khá là mạnh. Tuy nhiên với một phiên chốt mạnh như thế này thì chúng ta sẽ hoàn toàn có thể kỳ vọng là sẽ có những phiên lấp lại, tức là phiên ngày thứ hai có thể là SSI sẽ lấp lại, bởi vì là SSI đã chạm về vùng 21.5, cũng là cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu. Thì đối với những anh chị em mà đã mua, tức là hiện tại đang nắm giữ SSI, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở quanh nền 21.5. Hoàn toàn tương tự như SSI thì HCM hôm nay cũng có một phiên chốt khá là mạnh, sau khi mà HCM đã đạt được về đến cái vùng target ở đây là khoảng vùng 24. Về vùng 24, và sau đó thì những kịch bản test chỉnh lại quanh vùng giá 22.5 đã được đề ra, thì cơ bản tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì HCM sẽ có những cái điểm đánh về vùng người hỗ trợ ngắn hơn. Và nếu mà chúng ta xét ở trên một kênh xu thế thì như vậy là đúng là như vậy, là HCM sẽ đánh chạm lại về cái vùng 22.5, và sâu hơn thì có thể vùng 22, và tại đây thì HCM sẽ tích lũy trở lại. Thì chúng ta sẽ quan sát HCM ở trong trong cái thời điểm này. FPT, đối với FPT thì rất nhiều những anh chị em chúng ta đang quan tâm đến mã cổ phiếu này. Với tín hiệu nền, tín hiệu kỹ thuật tuần thì FPT đang chuyển từ trạng thái tích cực sang trạng thái tiêu cực khi mà dòng tiền bắt đầu có những cái dấu hiệu suy yếu dần. Và đặc biệt là cây nến tuần thì đã lấp gần như hết cái thành quả của hai cái tuần tăng ở trước đó, anh chị lưu ý, lấp hết thành quả của hai tuần tăng trước đó, và FPT lại đang quay lại cái nền ở đây là nền 56 đến nền 57. Thì với cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của FPT thì Hùng Lê vẫn khuyến nghị các anh chị là chúng ta sẽ quan sát ở trong cái nền này. Nếu như cổ phiếu bị gãy nền 56 với vol khoảng tầm độ 3 đến 4 triệu cổ phiếu thì như vậy chúng ta sẽ chấp nhận là chúng ta sẽ phải bán ra. Đối với FPT. Trên tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy dòng tiền tiếp tục bị suy yếu, và tín hiệu MACD thì hơi xấu. Một số các tín hiệu kỹ thuật khác thì đang cho thấy là FPT đang bị suy yếu. Các anh chị lưu ý, FPT đang bị suy yếu, và chính vì vậy nên rất nhiều những cái tài khoản đang nắm giữ FPT thì chúng ta lưu ý, nếu như bị gãy kỹ thuật thì chúng ta tạm thời chúng ta sẽ phải thoát FPT, và sau đó thì chúng ta sẽ có thể mua lại ở những cái vùng thấp hơn khi mà tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu đạt lại cái trạng thái là cổ phiếu tăng giá trở lại. Đối với Z thì Z ngày hôm nay cũng bị chốt khá là mạnh. Trong cái kịch bản mà Hùng Lê phân tích ở đây, tức là sau khi Z chạm về vùng mục tiêu target của Hùng Lê phân tích là vùng 40,
thì Di sẽ chỉnh lại về quanh vùng khoảng 38.5 và tích lũy tại vùng 38.5 này để có thể đánh tiếp được một cái nhịp tiếp theo, đó là đánh chạm về vùng khoảng vùng 44. Tuy nhiên tại vùng 38.5 này thì Di đang không giữ được khi mà dòng tiền tiếp tục bị cắm xuống, tín hiệu đường MACD đang khá là xấu. Một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì cho thấy rằng là lực hồi của Di tạm thời bị ngưng, và trên biểu đồ nến tuần thì chúng ta cũng thấy rằng là Di cũng đã có một cây nến tuần rất là xấu và cũng đã xóa đi gần như thành quả của hai tuần tăng ở trước đó. Và như vậy thì Di lại có cái xu thế tức là sẽ về lại ở cái vùng nền ở đây. Các anh chị lưu ý là vùng 37 đến vùng 38, tức là cái xu thế hiện tại là Di lại có thể là sẽ tích lũy lại ở quanh cái nền này. Trên biểu đồ kênh xu thế thì cũng như vậy, tức là chạm cái vùng này thì khả năng cổ phiếu Di sẽ có những cái nhịp đánh lình xình ở đây. Chúng ta cùng phân tích mã Novaland. Với Novaland thì nó cũng gọi là một trong những cái mã mà nó giữ nhịp cho thị trường, lình trình đi ngang và tăng một tí thì như vậy thì nó cũng khá là tích cực cho thị trường. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì đây Hùng cũng có đề cập rồi, vùng 60.5 và cái vùng kháng cự mạnh của nó là vùng 65, thì cơ bản là đánh những nhịp sóng ngắn. Những anh chị nào mà lướt lát thì cũng có thể tham gia mã này. Bình Minh thì đối với Bình Minh thì là một trong những cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê cũng có phân tích hàng tuần cho các anh chị em của chúng ta. Những cái điểm mua thì Hùng đã có ở đây, hình như đâu đó khoảng vùng 49.5 ở đâu ở dưới này. Và cái vùng target kháng cự mạnh của Bình Minh ở đây là khoảng vùng 55. Đối với Bình Minh thì chúng ta đánh nến ngày thì sóng ngày thì nó sẽ khá là khó chịu, bởi vì Bình Minh đang có những cái nhịp gọi là những cái nhịp tích lũy nền và vượt thoát đi lên. Thì về cơ bản đối với Bình Minh thì các anh chị của em của chúng ta cũng có thể tham gia ở một cái sóng nó dài hơn, ở một cái sóng dài hơn. Và cái vùng mà chúng ta, những cái vùng hỗ trợ ở đây đó là những cái điểm mua rất là tốt ở quanh vùng 49.5 đến thậm chí là có thể là vùng 50, và chúng ta sẽ nắm dài hơn một tí. Mục tiêu thì có thể là Bình Minh ở trong nhịp này thì sẽ đánh chạm vùng 55 cơ bản ở đấy. Chúng ta cùng điểm qua mã PNG. PNG thì nhịp hồi có một cái nhịp hồi ở đây, và chúng ta cũng kỳ vọng là hồi lại trong cái nhịp trước ấy, là kỳ vọng là hồi về vùng 86.5. Tuy nhiên là trong cái nhịp này thì PNG đã không hồi về được về vùng 86.5 mà chỉ hồi được về vùng 85, và sau đó thì có những cái nhịp test chỉnh lại đây, thì cũng đang tìm một cái điểm hỗ trợ ở đây là khoảng quanh vùng 80. Dòng tiền thì tiếp tục bị suy yếu, và tín hiệu đường MACD thì lại đang cơ bản xấu, thì cổ phiếu nó sẽ chưa thể tăng được. Và cái trạng thái lình trình của PNG có thể sẽ tiếp diễn ở trong tuần tới và quanh vùng 80. Chúng ta cùng điểm qua mã MWG. Thì đối với MWG thì Hùng có đề cập đến ở đây rồi. Trong cái nhịp này, sau cái nhịp chỉnh trang lại đâu đó khoảng vùng 120 thì MWG sẽ đánh lại vùng đâu đó là vùng, đây là vùng bao nhiêu ạ? 130. Và trong tuần thì cũng đã có những phiên MWG đánh được phiên này là đánh được về đến bao nhiêu? Hai là bao nhiêu? Vùng 129.5, tức là cách target Hùng lên phân tích khoảng 0.5 nữa thì sau đó thì cổ phiếu đã quay đầu giảm điểm. Tín hiệu kỹ thuật hiện tại của MWG đã có một cây nến tuần đóng tuần khá là xấu. Chính vì vậy nên là chúng ta sẽ những cái tài khoản nào mà chúng ta đang nắm giữ MWG thì chúng ta cũng sẽ có những cái nhịp hồi ở phiên tuần tới để chúng ta đánh thoát hàng. Bởi vì đã hoàn thành cái target phân tích ở đây rồi. Target phân tích 130 thì đến vùng 129 đến vùng 129.5 thì đấy cũng là những cái điểm gần cái target của Hùng lên phân tích. Và với một việc mà cây nến tuần đóng như thế này thì chúng ta cũng thấy rằng dòng tiền thì đang bị yếu đi và
Tín hiệu MACD thì cũng đang có những cái tín hiệu kỹ thuật nó hơi xấu và một số các tín hiệu khác thì cũng đang có xu thế đảo chiều. Chính vì vậy là những tài khoản mà đang nắm giữ MVKG thì chúng ta cũng lưu tâm là sang tuần tới thì chúng ta cũng thể hạ dần tỷ trọng. Mã cổ phiếu TV2 thì đối với TV2 đã đánh đúng về vùng target 92.5. Trong một nhịp hồi kỹ thuật ngắn, trong một cái nhịp hồi kỹ thuật ngắn từ vùng ở đây là vùng bao nhiêu? Vùng ở vùng 87 và đánh về vùng 92.5. Thì về cơ bản là khi chạm đến vùng này thì TV2 sẽ lình trình ở đâu đó ở quanh đây, và nếu như tạo lập còn có ý định đánh tiếp thì cổ phiếu này có thể tích lũy lại quanh vùng 90 ở đây. Quanh vùng 90 ở đây 1 đến 3 phiên nữa và sẽ có thể đánh lên. Các cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của TV2 thì cũng đang nhìn thấy là khả năng thì cái lực hồi của cổ phiếu này thì vẫn vẫn đang 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 khá là tốt và có thể tạo lập đang sẽ đánh đánh chạm kênh, tức là đâu đó nếu mà chạm kênh thì TV2 nhịp này nó sẽ đánh chạm về vùng 100. Tức là cái vùng từ cái vùng phân tích ở đây, tức là vùng 87 có thể đánh chạm vùng 100. Ok. Đối với TV2 thì thanh khoản nó khá là thấp, chính vì vậy nên là các anh chị của chúng ta tham gia thì chúng ta tham gia một cái tỷ trọng vừa phải để đảm bảo về các cái vị thế an toàn của tài khoản. Ok, như vậy là Hùng Lê vừa cùng với cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta cùng nhìn lại một số các cái nhóm ngành chứng khoán, ngân hàng, dầu khí, một số các cổ phiếu trụ nhóm và một số các cổ phiếu của ngành bất động sản xây dựng. Thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng ở trong tuần vừa qua thêm một lần nữa VN Index của chúng ta đã đánh được về trên vùng 1.000 điểm, nhưng mà chúng ta không thủ được, tức là cứ về đến trên đó thì cái trạng thái mà chúng ta nhà đầu tư của chúng ta lại tranh nhau ra bán, chính vì vậy nên là VN Index của chúng ta lại bị tụt ngay ở trong phiên, tức là bản thân là VN Index của chúng ta không giữ được 1.000 điểm ở trong phiên, dẫn đến việc là cái tâm lý hoang mang của nhà đầu tư là nhà đầu tư thường là VN Index của chúng ta không giữ được 1.000 điểm thì chúng ta sẽ bán thôi, và nó hoàn toàn tương tự như kịch bản của phiên ngày bao nhiêu đây, nó hoàn toàn tương tự như ngày mùng 9 tháng 4 cũng như vậy, VN Index chạm 1.000 điểm và không giữ được và sau đó thì tiếp tục bán tháo ở trong phiên. Đến ngày 29 tháng 7 cũng như vậy, VN Index của chúng ta lại thêm một lần nữa chạm mốc 1.000 điểm và không giữ lại được ở trong phiên, và sau đó thì cũng tiếp tục bán tống bán tháo. Và đến ngày bao nhiêu ạ? Đến ngày 23 tháng 8 thêm một lần nữa VN Index của chúng ta gần tiệm cận mốc 1.000 điểm và cũng không giữ được, và sau đó thì VN Index của chúng ta lại có một cái nhịp giảm. Và đến tuần này đến tuần tuần trước đó gần trước đó thì gần chạm, và đến tuần này thì VN Index của chúng ta đã đánh qua mốc 1.000 điểm, nhưng mà bản thân trong cái phiên ngày 30 tháng 9 thì cũng không giữ được, và sau đó thì VN Index của chúng ta lại quay đầu đó. Như vậy là chúng ta cũng thấy rằng cái mốc 1.000 điểm là một cái mốc tâm lý mà hiện tại là khá là nặng nề đối với tất cả những cái nhà đầu tư của chúng ta. Trên biểu đồ tuần thì VN Index của chúng ta đang có xu thế, các anh chị lưu ý, đang có xu thế chuyển từ pha xu thế hồi tăng giá và sang cái trạng thái lình trình đi ngang hoặc là trạng thái giảm giá. Thì về cơ bản là VN Index của chúng ta vẫn có một cái nền hỗ trợ đây, và cái nền hỗ trợ này thì nền hỗ trợ dài đó là vùng 970 sẽ là cái vùng hỗ trợ dài trong một cái kênh xu thế của VN Index của chúng ta. Và cái điểm mây mù tức là vùng 985 đến vùng 1.000 điểm thì Hùng Lê đã vẽ đây rồi. Thì về cơ bản là phiên kết tuần thì VN Index đã có một cây nến giảm, tức là lấp mất cái phần động lực tăng ở trước đó, với vol thì cũng bằng với phiên ngày hôm qua, tức là bằng phiên ngày thứ năm. Dòng tiền thì hiện tại đang có cái trạng thái đi ngang và các cái tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn thì đang chớm, tức là chớm có những cái điểm mà VN Index của chúng ta bị mất cái lực phục hồi, tức là VN Index của chúng ta bị suy yếu đó, VN Index của chúng ta bị suy yếu. Như vậy thì trong tuần tới nếu mà chúng ta loại trừ đi các cái yếu tố ngoại biên đấy, là ví dụ như chỉ số Dow Jones thì hiện tại là sau khi rơi thì đã có lực hồi ở đây, phiên ngày
phiên hôm nay hiện tại thì phiên hôm nay thì à phiên ngày hôm qua hiện tại thì cũng không có bật cập nhật. Chỉ số Shanghai thì đang đi xuống, Nikkei thì cũng có một tuần giảm điểm và hiện tại thì đang đang cầm hòa tại đây. Ok. Thì VN Index của chúng ta sẽ có một tuần giao dịch khó khăn. Sang tuần tới thì VN Index của chúng ta sẽ có một tuần giao dịch khó khăn. Khi mà Hùng Lê nhìn thấy các cái dòng mà giúp ổn định cho thị trường của chúng ta thì hiện tại đang đang hơi yếu. À, lúc nãy Hùng không có xem cái mã SAB, không biết là SAB như thế nào. Đó, SAB cũng bị suy yếu rồi. Đó, thì như vậy là tuần tới thì VN Index của chúng ta sẽ có một tuần giao dịch hết sức là khó khăn. Và cái trạng thái chủ yếu là đi ngang hoặc là thiên về kịch bản giảm giá, đi ngang và thiên về kịch bản giảm giá. VN Index của chúng ta sẽ có những mốc rất là quan trọng để chúng ta quan sát, đó là vùng 985 điểm. Vùng 990 điểm là vùng để giúp cho VN Index của chúng ta lấy lại xu thế, vùng 990 điểm. Và nếu như vùng 985 điểm bị gãy với lượng vol xác nhận thì như vậy là VN Index của chúng ta lại có cái xu thế tích lũy ở cái vùng thấp hơn. Ở cái vùng thấp hơn thì như vậy là về thị trường thì như vậy. HDX Index thì cũng hoàn toàn tương tự, là hiện tại thì HDX Index đã chạm về vùng kháng cự đây. Vùng kháng cự đây là quanh vùng 106 và khi chạm về vùng kháng cự này thì cổ phiếu lại thì xu thế thị trường lại tiếp tục đang có một cái tuần lịch trình đi ngang ở đây. Thì về cơ bản là cả VN Index và HDX Index sang tuần tới thì sẽ có sẽ khá là khó khăn. Ok, phần thứ ba thì chúng ta sẽ đi phân tích danh mục các cái mã cổ phiếu mà chúng ta team của chúng ta đang theo dõi, cũng như là các mã cổ phiếu mà chúng ta khuyến nghị ở trên Zoom Zalo, Ok. Đầu tiên thì chúng ta sẽ điểm qua các cái mã cổ phiếu của dòng bất động sản trước. Nam Long, đối với Nam Long thì Hùng đã có một cái điểm kỹ thuật ở đây, đấy là cái điểm hỗ trợ của Nam Long ở quanh vùng 27.5 đến khoảng vùng 28. Khi chạm về đây thì Nam Long đã có những cái tín hiệu kỹ thuật khá là tốt và bản thân thì Hùng Lê cũng đã có khuyến nghị các anh chị là ở vùng 28 thì chúng ta sẽ mở mua. Sẽ mở mua ở vùng 28. Thì tín hiệu kỹ thuật của Nam Long ở trong tuần hiện tại thì đang khá là ok, khi mà Nam Long lại tiếp tục quay trở lại được với kênh xu thế, tức là đóng cửa ở vùng giá 29. Như vậy là những cái tín hiệu kỹ thuật của Nam Long hiện tại thì nó đang tốt và nó đang tích cực hơn. Và như vậy thì cái nhịp hồi này của Nam Long thì khả năng cao thì Nam Long sẽ chạm lại được về khoảng vùng giá 29.5. Khoảng vùng 29.5 thì với những tài khoản nào mà chúng ta đang có được Nam Long thì chúng ta cũng sẽ quan sát Nam Long ở vùng 29.5 ở đây để chúng ta có được những cái nhịp chốt lời. Và khi về đến vùng 29.5 thì khả năng là Nam Long sẽ có những cái nhịp đánh lên trình tại đây. HDG, Hà Đô. Đối với HDG thì Hùng cũng đã có một cái điểm kỹ thuật ở đây, tức là HDG có một cái điểm hỗ trợ tại nền giá 34, và từ nền giá 34 này thì ở những cái tín hiệu kỹ thuật tuần trước thì Hùng cũng đã có những phân tích đánh giá rằng là HDG sẽ có thể đánh chạm lại về vùng giá 36. Đánh chạm lại về vùng giá 36 và mạnh hơn thì cổ phiếu này có thể đánh lại về vùng đỉnh cũ, tức là vùng 37.5. Và trong tuần thì HDG đã đánh qua vùng 36 và hai phiên về dòng tiền khá là đẹp. Thì như vậy thì sau khi mà vùng 36 là vùng kháng cự thì bây giờ nó sẽ trở thành một cái điểm hỗ trợ đây, và sang tuần thì khả năng là HDG sẽ có những cái điểm đánh lình xình ở quanh cái vùng này, để có được một cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Về cơ bản thì các anh chị em nào mà chúng ta chưa có vị thế của HDG thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể sang tuần tới chúng ta canh ở quanh vùng 36 và thậm chí là thấp hơn một tí, tức là cái vùng ở đây là vùng
Vùng sẽ vẽ ở đây, tức là vùng 35, vùng 35.5 đến vùng 36. Những anh chị nào mà chúng ta muốn mở mua vị thế thì chúng ta sẽ canh ở quanh vùng này, thì khả năng là sang tuần tới thì sẽ có ở đây, và cổ phiếu này sẽ tích lũy ở quanh cái nền này trước khi mà có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Về xu thế chủ đạo hiện tại của HDG thì mình đánh giá rằng là nhịp đánh này thì HDG sẽ đánh chạm đỉnh, sẽ đánh chạm đỉnh, tức là chạm cái vùng ở đây là khoảng vùng 37.5 đến vùng 38. Tuy nhiên là để đánh chạm vùng này thì cổ phiếu này sẽ tích lũy lại ở đây 1 đến 3 phiên ở đây, và sau đó thì sẽ có những cái nhịp đánh tiếp tục đánh lên. HDC, đối với HDC thì trong cái bản tin phân tích tuần trước của ông Lê thì cũng có đề cập đến ở đây là cái vùng 20.5. Cái vùng hỗ trợ ngắn của cổ phiếu này ở vùng 20.5 để hình thành cái mô hình đáy với kép ở đây thì cũng khá là đẹp, và trong tuần thì HDC đã có hai phiên đánh cực mạnh, và sau đó thì đã có những phiên test chỉnh và đánh đánh tức là đánh một phiên đánh mạnh lên, và sau đó có một phiên test nhẹ, và sau đó thì lại có một phiên đánh mạnh lên. Thì cái xu thế chủ đạo, cái kịch bản chủ đạo hiện tại của HDG HDC thì hiện tại đang khá là tốt, khá là ok. Và như vậy là mục tiêu ở đây là như vậy là cổ phiếu này đang có xu thế đánh vượt đỉnh rồi. Đã có xu thế đánh vượt đỉnh, và hẳn là những anh chị nào mà xem những cái bản tin của ông Lê về việc là ba cái mã cổ phiếu mà ông Lê về bất động sản mà ông Lê khuyến nghị cho các anh chị ở chúng ta có thể tham gia đầu tư đến hết năm 2019, gồm có Nhà Từ Liêm, gồm có HDC và Đạt Phương, thì tí nữa là ông sẽ phân tích tiếp Đạt Phương. Kịch bản hiện tại cho cổ phiếu này thì có thể là cổ phiếu sẽ đánh chạm, như vậy là sẽ đánh chạm vùng bao nhiêu đấy, vùng 25.5 đến vùng 26. Trước mắt sẽ là phải đánh chạm vùng 25.5 đã, thì với xu thế hiện tại, cách đánh hiện tại thì có thể là cổ phiếu sẽ có những cái nhịp test nhẹ, sẽ có những cái nhịp test nhẹ ở đây, tức là sẽ có những nhịp test nhẹ như này, sẽ có những cái nhịp test nhẹ về khoảng vùng 23.3 đó, sẽ có những cái nhịp test về đây, và sau đó thì sẽ có những cái xu hướng tiếp theo, và xu thế chủ đạo của HDC hiện tại là một xu thế tăng giá. Với những anh chị nào mà chúng ta chưa có vị thế thì bây giờ chúng ta mua thì nó sẽ hơi hơi chậm rồi, bởi vì là HDC đã đánh từ vùng 20.5 và hiện tại bây giờ đã là vùng 23.7 đến vùng 24 rồi, thì như thế là đã bị chậm chân rồi. Đạt Phương DPG thì đối với Đạt Phương cũng là một cái mã cổ phiếu nằm trong cái danh mục mà Hùng Lê khuyến nghị các anh chị chúng ta có thể đánh dài hơn một tí. Tín hiệu của Đạt Phương đã có một cái nền tích lũy xong, và cái vùng hỗ trợ của Đạt Phương ở đây là vùng 43 thì đã cổ phiếu này đã đánh lên và đánh vượt kênh. Sau khi mà đánh vượt thoát lên như này thì đã có những phiên kéo lên và những phiên test chỉnh, thì những phiên test chỉnh này quanh vùng 47.5 thường lên đánh giá khá là tích cực, và cái xu thế chủ đạo thì khả năng là Đạt Phương sẽ hồi lại. Trước hết là Đạt Phương sẽ hồi lại về khoảng quanh vùng ở đây là khoảng quanh vùng bao nhiêu, 52.5. Kịch bản cao thì Đạt Phương sẽ hồi về vùng 52.5 cùng với sự tăng tăng rất là tốt của nhóm ngành ngân hàng, thì khả năng là Đạt Phương sẽ hồi về đây. Và sau khi hồi về đây thì có thể có những cái phiên test chỉnh, thì những anh chị nào mà chúng ta đã có Đạt Phương theo những cái khuyến nghị thì chúng ta sẽ canh ở vùng đó để chúng ta có thể canh chốt lời. VCS, đối với VCS thì trong một cái kịch bản ở đây là cũng có đánh giá rằng là VCS có thể đánh về đâu đây, cái hình mũi tên đang vẽ ở đây sẽ kéo về đây là bao nhiêu ta, sẽ kéo về vùng 110, vâng, sẽ kéo về vùng 110, và từ vùng 110 này thì cổ phiếu sẽ chỉnh lại về cái vùng hỗ trợ đây, tức là kháng cự thì bây giờ nó sẽ trở thành hỗ trợ ở vùng 100. Sẽ đánh về vùng 100, và từ vùng 100 này thì sẽ có những cái nhịp đánh có thể đánh chạm về vùng 120. Tuy nhiên để có đánh được về vùng 120 hay không thì chúng ta cần phải quan sát thêm ở cái vùng 100 này VCS có tích lũy thành công hay không. Những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của VCS thì đang khá là ok, và VCS thì đang đánh những cái sóng dài
sóng rất là dài, và cái mục tiêu thì VCS sẽ có thể chạm lại về vùng 135 đến vùng 140, vùng 135 đến vùng 140. Tuy nhiên là để chạm đến vùng đó thì chúng ta sẽ có những cái phân tích tiếp theo, và các anh chị cũng có thể nhìn thấy là những cái hình vẽ rất là lằng ngoằng ở đây của VCS. Đấy chính là những cái hình vẽ mà hàng tuần thì Hùng Lê phân tích, và những cái điểm phân tích của Hùng Lê đâu đó bây giờ nó nằm khoảng từ đến từ vùng 60 đến bây giờ. Chúng ta cùng xem mã cổ phiếu KBC. Đối với KBC thì chúng ta nên nhìn ở trên biểu đồ nến tuần, bởi vì KBC mà đánh lướt lát thì nó cũng sẽ hơi khó. Điểm hỗ trợ trong cái nhịp đánh này của KBC đó là vùng 14.5, thì cứ chạm đến vùng 14.5 thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể tham gia vị thế đối với mã cổ phiếu này. Chạm về vùng 14.5 và từ vùng 14.5 này thì Hùng sẽ kỳ vọng là lại đánh tiếp, tức là đó, cái cổ phiếu này nó đi nó oằn và là oằn như vậy. Còn nếu tại vùng 14.5 này mà bị gãy thì đương nhiên rồi, chúng ta bắt buộc chúng ta phải bán và chúng ta thoát hàng, bởi vì là như vậy là cái nhịp kỹ thuật của KDC nó bị hỏng rồi. Thì trong tuần thì đã có phiên ngày hôm qua thì KDC chạm vùng 14.5, thậm chí là còn đánh qua vùng 14.5 một tí, và sau đó thì có dòng tiền hút lên và để đưa cổ phiếu này về vùng giá 15 đó. Nếu mà chúng ta đánh đến ngày thì nó rất là khó, nhưng nhờ chúng ta quan sát được trên đến tuần thì nó sẽ dễ dàng hơn đối với mã cổ phiếu này. ITA thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đối với ITA, Hùng đã có khuyến nghị các anh chị chúng ta quan tâm mở mua vị thế ở quanh vùng giá 3.1, bởi vì có những cái phiên mà lấp gáp của ITA hiện tại thì đang khá là tốt rồi, và chỉ cần dòng tiền đầu cơ quay trở lại đối với mã ITA thì như vậy là ITA sẽ có một cái ngưỡng đánh ở đây vùng 3.5 là vùng kháng cự ngắn hạn ở đây, tức là từ 3.1 thì có thể đánh về vùng 3.5 ngắn như vậy thôi đối với ITA. Nhà Đà Nẵng thì cái vùng hỗ trợ đây khoảng quanh vùng 17, thì hiện tại là cổ phiếu này đang đánh theo gọi là đánh theo kênh thôi. Tín hiệu dòng tiền hiện tại của nhà Đà Nẵng thì đang hơi bị yếu, bởi vì chính như vậy nên là cái xu thế mà tích lũy tiếp theo thì có thể tích lũy ở quanh nền 16.3 đến khoảng vùng 16.3 đến vùng 17, và trước khi mà phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo thì hiện tại là chúng ta nên quan sát thêm mã cổ phiếu này. Còn các vị thế mua thì hiện tại chúng ta chưa nên, bởi vì là cổ phiếu đang có một cái xu thế đi ngang. NTL, Nhà Từ Liêm thì trong giai đoạn hiện tại cũng hoàn toàn tương tự như vậy, đang đi rất là ngang và dòng tiền thì đang bị suy yếu, thì như vậy là cái xu thế chủ đạo của cổ phiếu thì về cơ bản vẫn đi ngang ở quanh cái vùng giá 23, và cái nền ở dưới này là nền bao nhiêu, nền 21.5 đến nền 22 thì là nền hỗ trợ ngắn, thì khả năng là xu thế cổ phiếu lại chạm lại vùng này, và trước khi chạm lại cái vùng này thì nó vẫn lình xình đi ngang như vậy, bởi vì dòng tiền hiện tại đang rất là yếu, và những cái tài khoản nào mà chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu này thì chúng ta cũng phải kiên nhẫn thôi. Còn nếu như mà cổ phiếu bị gãy nền 21.5 thì như vậy là chúng ta bắt buộc là chúng ta sẽ phải bán ra để chúng ta cơ cấu lại những mã khác nó ok hơn trong ngắn hạn. DIG cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê có phân tích ở đây, những cái nhịp đánh xuống đánh lên và những cái nhịp hồi phục ở đây thì Hùng cũng đánh giá rằng là DIG sẽ hồi phục lại được về vùng đỉnh cũ là vùng 15. Thì như vậy là trong tuần thì DG đã đánh chạm vùng 15, và sau đó thì phiên kết tuần thì DG lại có một cái nhịp chốt lời khá là mạnh. Thì về cơ bản là với một cái xu thế chốt lời như vậy thì có thể DG sẽ chạm lại, tức là cái cách đi của cổ phiếu thì lại như thế này. Từ vùng 15 này thì lại chạm lại đây là vùng bao nhiêu, vùng khoảng vùng 14 đến vùng 14.5. Vùng 14.2 đến khoảng vùng 14.5, và từ đây thì lại tích lũy trở lại, và có đánh được vượt đỉnh hay không. Vượt đỉnh hay không thì chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật ở đây. Ok, đối với DG như vậy.
Chúng ta phân tích mã LDG. Đối với LDG thì trong cái kịch bản phân tích của ông Lê ở tuần vừa rồi thì cũng có đề cập đến việc là LDG có xu thế sẽ đánh chạm lại về vùng 11.5 đến khoảng vùng 12. Thì trong tuần LDG đã có những phiên đánh khá là tích cực khi mà có một phiên đánh mạnh lên chạm chạm vùng 11.5, chạm vùng 11.5 và sau đó thì không giữ được mốc 11.5. Thì cái xu thế chủ đạo của LDG thì vẫn là xu thế mà hồi lại về vùng, tức là tăng lại về vùng 12. Những cái điểm mua của LDG thì hiện tại chúng ta không còn nữa, và chúng ta chỉ có những anh chị nào mà chúng ta đã có được những cái vị thế ở những cái vùng test trình ở đây, và chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt ở quanh vùng 11.5 đến khoảng vùng 12 đối với mã LDG. DG đối với DG thì hiện tại là DG đang có một cái trạng thái lình xình đi ngang, và các anh chị lưu ý giúp Hùng cái vùng 16.5. Nếu như cổ phiếu bị gãy nền 16.5 thì như vậy là tạm thời thì những cái tài khoản mà chúng ta đang nắm giữ thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt, bởi vì là khi mà bị gãy nền 16.5 thì cổ phiếu nó sẽ có những cái xu thế tích lũy ở cái vùng thấp hơn. Và cái vùng thấp hơn ở đây là chúng ta sẽ có một cái vùng thấp hơn ở đây khoảng quanh vùng 15 đó. Các anh chị lưu ý vùng 16.5 nó sẽ rất là quan trọng. Những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của đất xanh thì Hùng đang thấy là đất xanh đang chuyển pha xu thế, tức là đang chuyển từ pha xu thế tăng sang pha xu thế tăng giá và sang cái trạng thái lình xình đi ngang và thiên về kịch bản là giảm giá đối với đất xanh. Các anh chị lưu ý L14, Hùng sẽ phân tích mã L14. Đối với L14 thì những cái khuyến nghị ở trên room rồi, từ tuần trước khi mà thấy rằng có những cái tín hiệu kỹ thuật của L14 đang có những cái dấu hiệu hồi, đang có những cái dấu hiệu hồi, thì những cái vùng vùng phục hồi ở đây thì Hùng đang kỳ vọng là L14 sẽ đánh chạm về đâu đó khoảng vùng giá 72.5, 72.5 của nhịp đánh này, như vậy là cũng tăng được khoảng tầm độ 10.000. Những cái tài khoản nào mà đang nắm giữ L14 thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục nắm giữ, bởi vì là chúng ta sẽ cần chờ lại dòng tiền được kích hoạt trở lại, bởi vì những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại ở đây thì Hùng đang nhìn thấy là khả năng cao thì cái vùng 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 tạo đáy ở đây, vùng tạo đáy ngắn ở đây ở quanh vùng 50 của L14 thì nó cũng đã khá là ok. VGC à? Xem mã VGC xem có gì đặc biệt không? Không có gì đặc biệt. HBC. Đối với HBC, những cái vị thế mở mua ở quanh vùng giá 14 đến 14.2 thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ HBC, bởi vì HBC thì đang trong quá trình bẻ kênh. Các anh chị lưu ý HBC đang trong quá trình bẻ kênh, tức là khả năng thì cái nền tích lũy đi ngang của HBC nó vẫn còn, chưa thể tăng ngay được trong cái quá trình bẻ kênh. Và trong cái quá trình bẻ kênh như này thì chúng ta ở đây là cái vùng mà sẽ xác nhận cái xu thế là HBC sẽ bẻ ở kênh ở nền 14. Nền 14 thì những cái vị thế tài khoản mà chúng ta đang nắm giữ HBC thì chúng ta tiếp tục nắm giữ thôi. Và chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật khi HBC bứt được qua cái vùng kháng cự, đây là vùng 15. Bứt được qua nền 15 ở đây, bứt được qua nền 15 ở đây thì khi đó thì chúng ta sẽ có thể mở những cái điểm mua hết đối với cổ phiếu HBC. Trong tuần vừa rồi thì có mã cổ phiếu C2 hạ tầng đánh khá là mạnh. Tuy nhiên cái cách đánh như này thì chúng ta cũng rất là khó vào. Chúng ta rất là khó vào bởi vì là gần như là đánh như thế này thì chỉ có dòng tiền đầu cơ thôi, và sau đó thì khi mà đánh đánh mạnh như này mà chúng ta không tham gia được ở những cái phiên đầu tiên đó, và chúng ta đu theo những cái phiên ở đằng sau này thì chúng ta sẽ rất là nguy hiểm. Chính vì vậy nên là ta cũng không nên chạy theo những cái mã cổ phiếu mà tăng mạnh như vậy. Đối với FCN thì có một cái tín hiệu kỹ thuật đánh ở đây, tức là vùng nền ở đây thì về cơ bản là những anh chị nào mà chúng ta đang quan tâm đến mã cổ phiếu này thì chúng ta lưu ý ở vùng giá 12.4. Vùng 12.4 sau
3 phiên đánh rất mạnh lên vùng 13 thì khả năng kịch bản của FCN là sẽ chỉnh lại về đây, chỉnh lại về đây, và sau đó thì sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật tích lũy tại đây và đánh chạm về đâu đó được khoảng vùng 14, căng thì khoảng vùng 14. LCG. Đối với LCG thì khả năng là chúng ta sẽ nhìn ở trên biểu đồ nến tuần thì chúng ta sẽ dễ nhìn hơn. LCG đánh chạm kênh. Đánh chạm kênh ở đây là quanh vùng 9.25 24. Đánh chạm kênh vùng 9.24 và hiện tại thì đang có 2 tuần tăng khá là tích cực. Tuy nhiên khi vùng kháng cự trước mắt ở đây thì nó lại hiện hữu rồi, tức là khoảng quanh vùng 10.5. Hiện tại là đang ở vùng 10 rồi, thì như vậy là khi chạm đến vùng 10.5 thì khả năng là cổ phiếu sẽ lình xình tích lũy trở lại thôi, chứ còn cái điểm tăng mạnh của cổ phiếu này thì cũng chưa thể có được. Đó, tăng về vùng 10.5 và sau đó chỉnh về 10 và sau đó thì sẽ có thể đánh chạm lại về vùng 12. Chúng ta sẽ quan sát sau cái nhịp rũ này, tức là sau cái nhịp mà đánh chạm vùng 10.5 và cổ phiếu lại có những cái nhịp test tích lũy trở lại, thì khi mà test tích lũy trở lại thì chúng ta có thể tham gia điểm mua. Ngân hàng và chứng khoán thì Hùng có phân tích rồi, mã BID, MBB, chúng ta cùng xem lại mã cổ phiếu Techcombank, TCB. Thì đối với Techcombank, vùng giá 24 sẽ là cái vùng kháng cự trước mắt, và khi chạm về vùng 24 thì đương nhiên cổ phiếu sẽ có những cái nhịp bình trình và test chỉnh ở đây. Và nhịp test chỉnh sâu thì có thể sẽ chỉnh lại về vùng hỗ trợ ở đây là đâu đó khoảng vùng 22.5. Sẽ chỉnh lại về vùng 22.5, và từ vùng 22.5 này thì chúng ta sẽ quan sát những cái động thái của Techcombank, xem là những cái nhịp tích lũy tại đây, và nếu như tại đây tích lũy thành công và lại có những phiên hút lại dòng tiền thì chúng ta có thể mở mua tiếp để chúng ta tham gia một nhịp đánh từ khoảng vùng 22.5 đến khoảng vùng 24 và chạm đến khoảng vùng 25 trong cái target phân tích cùng lên. VPBank, chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu VPBank. VPBank trong cái kịch bản vùng lên phân tích của VPBank thì VPBank sẽ phải chỉnh đã rồi mới chạy tiếp được, tức là khi mà hoàn thành về cái target đây là khoảng quanh vùng 22 thì VPBank cần phải chỉnh lại đâu đó khoảng vùng ở đây là dự kiến là khoảng vùng 21. Nhưng mà trong tuần vừa qua thì VPBank khá là khỏe khi mà đánh lên đến ở đây là chạm vùng 22.7, chạm vùng 22.7 và sau đó thì đang có những cái nhịp test chỉnh như này. Thì với cái trạng thái kỹ thuật hiện tại của VBank thì VBank cần phải chỉnh, và Hùng Lê vẫn vẫn đánh giá rằng là chỉnh đẹp nhất là chỉnh về khoảng quanh vùng 21 và sau đó từ vùng này test tích lũy thành công tại đây, và sau đó thì VBank sẽ có những nhịp đánh tiếp theo, và nhịp đánh tiếp thì cái sóng của VBank nó sẽ dài hơn. VIB và STB thì Hùng đã có phân tích rồi, HCM và SSI thì Hùng cũng đã có phân tích rồi. Về ngành dầu khí thì có GAT Hùng đã đề cập, và chúng ta cùng xem mã cổ phiếu BSR. Đối với BSR thì những cái vị thế khuyến nghị chúng ta mở mua ở quanh vùng 9.9.3, đúng không ạ? 9.3. 9.3 thì về cơ bản là giai đoạn hiện tại BSR đánh hơi 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 dị, tức là đánh như thế này thì nó hơi khó, và khả năng là sẽ còn phải đi ngang quanh vùng 9.3 1 đến 2 3 tuần nữa, khả năng là như vậy, để nó bẻ được cái xu thế. Và hiện tại thì cái xu thế lẽ ra là nó đã bẻ được rồi, tuy nhiên là cái dòng tiền không không thực sự kích hoạt trở lại, dẫn đến cái việc là những cái nhà đầu tư mà tham gia ở đây thì khi mà họ nhận thấy rằng là cái xu thế cổ phiếu không rõ ràng thì có thể họ mua ở đây. Nhưng mà đến đây thì họ sẽ sẵn sàng họ sẽ bán ra để gọi là cắt lỗ tạm thời ở trong một cái lỗ ngắn. Hiện tại thì BSR đang có một cái xu thế trạng thái chủ yếu là trạng thái đi ngang,
Tín hiệu đường MACD thì trong phiên ngày hôm nay khá là xấu, và như vậy thì khả năng là cổ phiếu lại lại quay đầu giảm điểm trở lại, tức là cái pha bẻ xu thế ở đây nó không thành công. Đối với ngành thủy điện thì Hùng sẽ cùng với cả nhà phân tích mã PPC. PVC thì về cơ bản là trạng thái của PVC thì nó vẫn lình xình đi ngang thôi, quanh vùng 26, chưa có những cái yếu tố đột biến về dòng tiền để giúp cho cổ phiếu có một cái động lực tăng giá. NT2 thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. NT2 thì chủ yếu là xu thế chủ đạo vẫn là xu thế giảm giá, vùng hỗ trợ 23.5, các anh chị lưu ý ở vùng này. GEG thì sau khi game chuyển sàn thì cũng không thực sự là tích cực. Sau một cái nền đi ngang như thế này thì các anh chị lưu ý nó cũng sẽ rất là nguy hiểm, và những cái tài khoản nào mà chúng ta đang nắm giữ GEG thì chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng một cái tư thế, tức là khi cổ phiếu nó có những cái dấu hiệu nguy hiểm thì chúng ta sẵn sàng chúng ta sẽ phải bán ra. HPG thì đó, cơ bản là vẫn một cái trạng thái lình xình đi ngang quanh vùng 21.5, và xu thế chủ đạo của Hòa Phát thì vẫn là xu thế chủ đạo là giảm giá, và như vậy thì Hòa Phát sẽ có xu thế tích lũy lại về vùng nền 20 đến vùng nền 21. Hiện tại Hòa Phát thì khá là yếu. Trong tuần vừa rồi thì có cổ phiếu Hoa Sen, Hoa Sen thì có được một cái dòng tiền đầu cơ đánh khá là tốt, giúp cho cổ phiếu này bứt được qua cái vùng nền ở đây là khoảng vùng nền 6.5. Bứt được qua vùng nền 6.5 thì về cơ bản là bây giờ chúng ta sẽ, những anh chị nào mà đang quan tâm đến mã cổ phiếu này thì tuyệt đối là chúng ta không không đuổi theo, bởi vì là như vậy là chạm đến khoảng vùng 7.3, thậm chí là 7.5 thì cái xu thế là cổ phiếu sẽ chỉnh lại, và chỉnh chỉnh lại xong chúng ta sẽ tìm những cái điểm hỗ trợ mà cổ phiếu tích lũy lại được, thì khi đó chúng ta tham gia, thì như vậy là chúng ta sẽ an toàn hơn về cái tài khoản của chúng ta, và chúng ta sẽ có được những cái điểm mua tốt hơn 6.85. 6.85 đó là cái vùng hỗ trợ mà chúng ta mà HSG sẽ đánh chạm lại về đây. Đánh chạm về đây và tích lũy ở đây, và sau đó thì đánh lên, thì đó là cái nhịp tiếp theo mà chúng ta sẽ tham gia ở cái nhịp sau, để có thể chạm được khoảng về vùng 8.5, thì như vậy nó sẽ hợp lý hơn đối với HSG. Hàng không thì có VDC thì Hùng đã phân tích rồi, NTC và HVN thì chúng ta sẽ view lại một tí. NTC, xin lỗi cả nhà, NCT. NCT thì hiện tại chưa có những cái tín hiệu tích cực, vẫn là một cái vùng đi ngang. HVN. Đối với HVN thì cái xu thế chủ đạo hiện tại mà Hùng đang đang nhìn thấy thì cơ bản là có những cái nhịp hồi. Những nhịp hồi này thì không thực sự là tích cực, và chúng ta chú ý cái vùng giá 32. Nếu như HVN bị thủng vùng 32 thì nó sẽ có xu thế tích lũy ở một cái vùng nền thấp hơn ở dưới này, đó là sẽ chạm về vùng 30. Những cái điểm mua hiện tại các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ không nên tham gia khi mà cổ phiếu đang có những cái trạng thái lình xình như thế này. Ở những cái tài khoản đang nắm giữ cổ phiếu HVN thì chú ý giúp Hùng Lê ở vùng 32, nếu gãy vùng 32 tức là chúng ta cần phải hành động để chúng ta bảo vệ tài khoản của chúng ta. Họ nhà Viettel thì chúng ta cùng view lại ba cái mã cổ phiếu cơ bản nhất, đấy là VGI. Đối với VGI thì Hùng cũng liên tục phân tích, và một cái nền hỗ trợ của VGI quanh nền 31 cơ bản là khả năng là đã hoàn thành ở cái nền này, và sẽ cần lại dòng tiền đánh break lại, ở tức là vượt lại cái vùng ở đây, vượt lại vùng 33, sẽ đánh vượt lại vùng 33. Những tín hiệu kỹ thuật hiện tại của VGI thì đang hết sức là tích cực sau một phiên đẩy mạnh, và cổ phiếu về tài khoản thì lại đang có những cái dấu hiệu đánh lên. Và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại đánh lên như này thì Hùng Lê đang kỳ vọng là VGI có thể đánh lại, chạm lại về vùng ở đây là khoảng vùng giá 37. Trong tim Hùng Lê thì một số anh chị cũng đang nắm giữ mã VGI, thì chúng ta lưu ý là
chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ. Cái tín hiệu dòng tiền thì đang tốt lên đối với mã cổ phiếu VGI, và chỉ cần một phiên hút cầu với lượng cầu đạt khoảng từ 1 đến 1,5 triệu cổ phiếu thì như vậy là cái xu thế tăng giá tiếp theo của VGI sẽ được tiếp tục xác lập. CTR. Đối với CTR thì CTR đã chạm ở đây, các anh chị lưu ý là đã chạm vùng 48, tức là cái vùng nhịp hồi, mà cái nhịp hồi gọi là nhịp hồi chạm với vùng kháng cự, thì quan điểm của Lê là khả năng là từ vùng này thì cổ phiếu sẽ chỉnh lại, sẽ chỉnh lại ở cái nền thấp hơn ở dưới này, tích lũy lại thì nó đẹp hơn. Các cái điểm mua của CTR hiện tại nó không còn, các anh chị là đang nắm giữ CTR thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt, tức là nếu như cổ phiếu có một cái tín hiệu kỹ thuật là rơi mạnh, tức là những cái phiên như thế này, tức là phiên bị đẩy bán mạnh như này thì chúng ta sẽ bán. Còn ngược lại là cổ phiếu vẫn có một cái trạng thái lình xình đi ngang ở quanh vùng 48 thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ. Cũng không loại trừ khả năng là cổ phiếu này sẽ đi ngang ở một hai phiên và tạo lập, sẽ có những phiên đánh hút lên, đánh hút lên để kích thích cái tính gọi là bắt bắt vượt đỉnh của nhà đầu tư cá nhân, và sau đó thì tạo lập sẽ xả hàng, ví dụ như vậy. Thì đấy cũng là một cách mà tạo lập thường hay làm. Thì đối với CTR là hiện tại là chúng ta không còn điểm mua, chúng ta chỉ canh để chúng ta chốt thôi. VTK hiện tại đang đi ngang, nền tích lũy đi ngang ở quanh nền 30.5, chưa có những dấu hiệu gì mà đột biến. Họ nhà Kido thì chúng ta xem mã cổ phiếu KDC. Đối với KDC thì Hùng đang nhìn khá là đẹp, khá là ok. Những cái điểm đánh ở đây này, những cái điểm đánh này chỉ là những cái điểm đánh dạo thôi, tức là gọi là tạo lập đánh, gọi là đánh để cho nhà đầu tư cá nhân là coi như là tùy hứng và coi như là tham gia vào. Tuy nhiên là sau những cái nhịp tạo lập đó thì đang có những cái nhịp đánh nó có gọi là những cái nhịp đánh mà đang bẻ pha xu thế. Đó, đang bẻ pha xu thế của KDC. Đang bẻ pha xu thế và chúng ta cùng kỳ vọng một cái lực cầu, tức là phải có một cái lực cầu quay trở lại. Và trong cái quá trình mà bẻ pha xu thế, các anh chị có thể nhìn thấy đây. Trong cái quá trình mà bẻ pha xu thế thì nó cần rất nhiều thời gian, chứ không phải là một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần. Đó, mà thậm chí nó có thể là 2 3 4 tuần. Đó. Thì cái việc mà bẻ pha xu thế thì Hùng đang kỳ vọng ở vùng 19, quanh vùng 19.5, quanh vùng 19.5, và có thể là đến ở đây là vùng 20.5. Thì đấy là những cái điểm mà bẻ xu thế của trong cái nhịp đánh này của KDC. Và đối với KDC thì chúng ta phải đánh nhịp dài, còn lướt lát ở trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta sẽ khó mà thành công được, khó mà đánh được. Ngành dệt may thì có mã cổ phiếu TNG. TNG thì cũng đã có phân tích dành cho cả nhà rồi. Nền hỗ trợ TNG quanh nền 17.5 đến nền 18, hiện tại thì đang đi ngang khá là dài ở quanh những vùng này. Và trước khi mà cổ phiếu này phát đi những cái tín hiệu tiếp theo thì đây là một cái điểm, là điểm 19, là cái điểm kháng cự này. Đó, và hiện tại những cái vị thế thì Hùng Lê vẫn khuyến nghị các anh chị rồi là chúng ta có thể mở mua ở quanh vùng 17.5 đến vùng 18. Đấy là những cái điểm mua vị thế, mua gom để chúng ta có vị thế trong tài khoản, và khi mà cổ phiếu có những cái tín hiệu kỹ thuật xác nhận thì chúng ta sẽ mở mua hết. Đó là khi mà cổ phiếu vượt nền 19 với vốn đạt khoảng tầm từ 2 đến 3 triệu cổ phiếu thì như vậy là chúng ta sẽ mở điểm hết đối với điểm mua hết đối với TNG. Mã cổ phiếu VGG thì Hùng cũng có đề cập ở trên Zoom. Tuy nhiên là VGG thì nó thanh khoản nó hơi là thấp, và đây khả năng là có những phiên quanh vùng giá 54. Thì đối với VGG thì trong phiên ngày hôm nay, trong tuần vừa qua thì có những cái tín hiệu khá là tốt, và Hùng đang kỳ vọng là có thể có những cái nhịp đánh test ở quanh vùng 54 ở đây. Và từ vùng 54 này thì chúng ta cũng có thể mở mua. Tuy nhiên các anh chị lưu ý là VGG thì thanh khoản khá là thấp, và chúng ta mua một cái tỷ trọng nó vừa phải, và mục tiêu thì cổ phiếu này có thể đánh chạm lại về vùng 60. Có thể đánh chạm về vùng 60, tức là từ vùng 54 đánh về vùng 60, tức là tăng được khoảng tầm 6.000. Đó, trong cái nhịp đánh này thì đối với VGG thì cũng đang có những cái tín hiệu kỹ thuật
Hồng lê đang nhìn thấy khá là ok. Dược Hà Tây thì không biết đã bị chốt chưa? Dược Hà Tây thì vẫn chưa bị chốt, tức là vẫn một cái trạng thái nó đi ngang. Trạng thái đi ngang ở trong tuần vừa rồi, và Hùng đang kỳ vọng là đúng phải sau khi mà chạm về đây thì nên chỉnh lại. Nên chỉnh lại quanh quanh vùng 42.5 nó hợp lý hơn, quanh vùng 42.5 này. Tích lũy trở lại ở đây, tích lũy ở vùng 42.5 để đánh chạm vùng 50 thì như vậy nó sẽ hợp lý hơn. Nếu như cổ phiếu này chạm được đến về vùng 42.5 và tích lũy thành công tại đây thì các anh chị có thể lưu tâm đến mã cổ phiếu Dược Hà Tây, bởi vì là Dược Hà Tây thì về cơ bản là cũng đang có những cái nhịp đánh khá là ok, khá là ok. Thủy sản thì có TCM, TCM hiện tại là đang đang có những cái điểm gọi là định định bẻ gãy kênh xu thế. Tất nhiên là chưa bẻ được đâu, bởi vì là khi mà cổ phiếu bị gọi là cổ phiếu giảm, chúng ta xem ở trên biểu đồ nến tuần xem nào. Như vậy là TCM đã hoàn thành cái sóng chỉnh C, sóng C chỉnh, và cái sóng C chỉnh này thì đã chạm về đâu? Để chúng ta đo xem thử là cái sóng C này thì đã hết hết cái sóng chỉnh chưa? Cơ bản là đã hết cái sóng chỉnh C rồi. Như vậy là cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của TCM thì chúng ta có thể view như thế này thì nó sẽ hợp lý này. TCM sẽ có một cái vùng hỗ trợ theo kênh dài, đó là ở quanh vùng giá 20. Đây, tức là quanh cái vùng giá 20 là cái vùng giá mà quanh cái vùng giá 20 tức là cái vùng mà nó TCM đã tạo thành một cái đáy ở đây, cái đáy ngắn hạn ở đây. Đó, vậy thì chúng ta sẽ view lại như thế này, tức là TCM sẽ có cái vùng hỗ trợ ở vùng 20. Trong một cái tuần, trong khoảng tầm 3 tuần lại đây thì TCM đã có những cái phiên giao dịch khá là tích cực. Đây, quanh vùng 21.3, quanh vùng 21.3 và vùng 22, 22.5. TCM hình thành một cái vùng 21.3 đến vùng 22.5 ở đây khá là đẹp, và phiên kết tuần thì TCM đang có những nhịp đánh vượt thoát lên và đóng cửa vùng 23.8, tức là gần tiệm cận đến vùng giá 24. Thì đây đang là những cái điểm mà bẻ gãy xu thế, bẻ gãy kênh xu thế. Với những tài khoản nào mà chúng ta chưa có vị thế TCM thì các anh chị có thể quan tâm mở mua lại TCM quanh vùng giá 23. Những cái điểm mua vị thế quanh vùng giá 23 thì sang tuần tới thì khả năng là chúng ta sẽ có những cái điểm test chỉnh, và đây là một cái mã cổ phiếu đẹp, đẹp để chúng ta đánh ở một cái nhịp nhịp mới của TCM, và khi có những cái tín hiệu kỹ thuật vượt vượt những cái vùng kháng cự tiếp theo thì Hùng Lê sẽ có những cái phân tích để khuyến nghị các anh chị ở trên Zoom. Thì mã TCM là một cái mã cổ phiếu đáng để đầu tư ở trong giai đoạn hiện tại. Đối với khu công nghiệp thì Hùng cũng đã có đề cập trên Zoom, đó là hai mã cổ phiếu D2D, D2D và mã cổ phiếu NTC. Thì D2D hiện tại là đang có tạo thành một cái mô hình đáy V kép ngắn hạn ở đây, và lực cầu tiếp tục được quay trở lại, tín hiệu đường MACD thì đang khá là ok, khá là tốt rồi, đang tốt lên rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ cái lực đánh của dòng tiền nữa thôi. Một số các tín hiệu kỹ thuật khác thì cũng đang cho thấy rằng là cái nhịp hồi của D2D đang tốt tốt hơn. Và những cái điểm hỗ trợ thì bây giờ nó sẽ trở thành những cái điểm kháng cự mới của cổ phiếu này, đó là vùng 80. Vùng 80 thì trong cái nhịp hồi kỳ vọng ngắn hạn này thì cổ phiếu này sẽ chạm lại vùng kháng cự 80 ở đây. Và khi chạm lại đây thì chắc chắn là cổ phiếu nó sẽ lình trình thôi, nó sẽ lình trình ở đây, và sẽ có những cái nhịp chỉnh lại để có thể đi tiếp, và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát. Còn ngắn hạn ở đây thì Hùng đang kỳ vọng là D2D sẽ hồi lại về vùng 80.
NTC khu công nghiệp Nam Tân Uyên thì Nam Tân Uyên đã có một cái vùng đánh chạm vùng hỗ trợ 150, sau đó thì đã đánh về quanh vùng 160. Quanh vùng 160 cổ phiếu này tiếp tục đi đi tích lũy ở đây, đi tích lũy ở đây. Và đang có những cái nhịp vượt thoát đi lên, thì với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của NTC thì hiện tại là cái dòng tiền nó đang hơi yếu. Hơi yếu, chính vì vậy nên là chúng ta sẽ phải cần chờ chờ những cái tín hiệu dòng tiền kích hoạt trở lại, và cái khả năng thì cổ phiếu này vẫn 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 phải test tích lũy quanh cái nền giá 160 1 đến 3 phiên nữa cho đến lúc mà có những cái tín hiệu dòng tiền quay trở lại. Đối với mã IDV, xem IDV thì nên xem ở trên biểu đồ đến tuần thôi. Chứ đến ngày thì nó cũng khá là khó xem. Cổ phiếu này thì cơ bản là tốt, cổ tức bằng tiền tốt, nhưng mà thanh khoản thấp, và chúng ta những anh chị nào mà ăn chắc bạc bền thì tham gia cổ phiếu này thì chỉ có ăn cổ tức hàng năm thôi. Chứ còn đánh lướt lát thì nó rất là khó. SZL. SZL thì cơ bản vẫn một cái nền đi ngang ở đây, chưa có những cái dấu hiệu thực sự là khởi sắc. Vùng nền 4548, vùng nền 4548 tức là nó chưa hấp thụ hết cái lượng cổ phiếu ở đây. Nó chưa hấp thụ hết cái lượng hàng ở trên này thì nó sẽ cần thời gian. Và thời gian thì có thể nó sẽ là 1 tuần, 2 tuần, và thậm chí nó có thể là cả tháng. BCM. Đối với BCM thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Trong giai đoạn hiện tại thì dòng tiền lại đang hơi yếu và vùng hỗ trợ 30 chưa có những cái dấu hiệu thực sự khởi sắc đối với mã cổ phiếu này. Các trụ của Blue Chip thì Hùng đã có phân tích rồi, BBH, MWG và PNG, Masan và Vinamilk, thì các anh chị lưu ý giúp Hùng lên là mã cổ phiếu Vinamilk. Vinamilk là đã ăn được một nhịp rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng 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 chờ một nhịp tiếp. Và cái mục tiêu của Vinamilk thì vẫn kỳ vọng đánh về chạm vùng 134 đến vùng 135 ở trong cái nhịp đánh này. Đối với công nghệ thì FPT, Hùng nghe lưu lưu ý với các anh chị là FPT đã bị suy yếu tuần vừa rồi, có một cây nến tuần khá là xấu. Một số các tín hiệu kỹ thuật thì đang cho thấy rằng là FPT đã bị suy yếu, nên là các anh chị cũng có thể chủ động ở trong tuần mới nếu như bị gãy nền 56 với lượng vol khoảng đạt khoảng tầm từ 3 triệu cổ phiếu trở lên, thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc xem xét để hạ dần tỷ trọng hoặc thậm chí là chốt lời. Mã CMG, chúng ta sẽ xem CMG. Đối với CMG thì Hùng có đề cập đến cái nền hỗ trợ ở đây, tức là từ vùng 36 thì khả năng cổ phiếu này sẽ đánh chạm lại. Sẽ đánh chạm lại đây là khoảng vùng giá 41, khoảng vùng giá 41. Hiện tại thì dòng tiền đang khá là yếu đối với CMG. Tuy nhiên là nếu mà nhìn lại lịch sử thì cổ phiếu này nó đi nó cũng thế thôi, tức là cái thanh khoản nó khá là thấp, và cái cách đi của cổ phiếu thì nó cũng hơi rích rắc ở trên biểu đồ đến ngày. Chính vì vậy nên là những anh chị mà tham gia mã cổ phiếu này thì chúng ta cũng phải kiên nhẫn. Mã cổ phiếu CMX thì hình như là hôm nay đánh trần, nhưng mà CMX thì đã có một cái nhịp giảm. CMX chạm vùng hỗ trợ CMX chạm vùng hỗ trợ 22. CMX chạm vùng hỗ trợ 22 thì đã có lực cầu bắt trở lại. Tuy nhiên lực cầu này thì nó không thực sự là tích cực, các anh chị lưu ý. Khả năng thì chỗ này nó khi chạm về vùng hỗ trợ thì xu thế của cổ phiếu, đây Hùng sẽ vẽ một cái đường như này. Khi cổ phiếu mà rơi về vùng hỗ trợ thì thường là cổ phiếu nó sẽ có xu thế bị bắt, gọi là bắt bắt trở lại. Tuy nhiên là để bắt trở lại nó có thành công hay không thì chúng ta cần thêm các cái yếu tố kỹ thuật khác nữa, chứ không phải là một phiên mà cổ phiếu này tăng trần như thế này là chúng ta ào ào chúng ta mua, thì như thế nó cũng sẽ rất là nguy hiểm, nó chưa đạt những cái yếu tố kỹ thuật quan sát thêm. Bởi vì bản thân là trong cái kịch bản phân tích của Hùng trước đây, tức là khi mà chạm về vùng giá 27 là cổ phiếu này đã phải tích lũy thành công ở đây, nhưng mà về vùng 27 ở đây thì cổ phiếu đã bị gãy, tức là những cái phân tích của mình, định lượng của mình nó bị sai.
Đó, phân tích định lượng của mình bị sai, tức là mình có dự báo là chỉnh từ vùng 35 chạm về vùng 27 và từ vùng 27 này tích lũy lại tại đây, nhưng mà cái kịch bản là không tích lũy lại được thì cổ phiếu lại có xu thế là chạm về vùng hỗ trợ thấp hơn, thì khả năng là với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì dòng tiền đang có xu thế hồi, đường MACD cũng đang có xu thế hồi. Một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì cũng đang cho thấy là lực hồi có thể đến từ vùng này, tức là khoảng quanh vùng 20 23. Đó, quanh vùng 23 đối với cổ phiếu CMX. DGW. Hình như là DWG thì đúng hơn. À không phải. DGW. Đối với DGW, những vùng khuyến nghị các anh chị ở quanh vùng 23, 22.5 đến vùng 23, và đối với DGW thì Hùng cũng đã khuyến nghị rồi là chúng ta nên xem một sóng dài thì nó dễ hơn. Đó, chứ nếu mà chúng ta xem sóng ngày thì chúng ta sẽ rất bị nhiễu, bởi vì trong giai đoạn hiện tại cổ phiếu này có một cái nhịp đánh vừa rũ, vừa đánh vừa rũ. Còn trên tín hiệu kỹ thuật sóng dài thì DGW đang có một nhịp đi mà nó sẽ trở thành một FPT thứ hai. Hùng đang kỳ vọng là sẽ thành một FPT thứ hai. Tuy nhiên có thành FPT thứ hai hay không thì đấy là cái mức độ kỳ vọng của chúng ta. Và chúng ta chỉ có dựa vào các cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta phân tích hàng tuần mà thôi, chứ chúng ta cũng không thể là nói thần nói thánh được. Thì đối với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của DGW thì trong những cái kịch bản gần đây thì cũng có đề cập đến việc là cổ phiếu sẽ tích lũy lại nền 24.3 đến nền 24.6 và sẽ có những cái phiên bứt thoát đi lên để giúp cho chúng ta xác nhận xu thế. Đó, tức là từ vùng 24.5 này, đây hình mũi tên đây, thì cũng đang kỳ vọng là DGW sẽ đánh chạm trong nhịp này là vùng 27, và đây là một trong những cái mã cổ phiếu mà đáng để đầu tư ở trong cái giai đoạn hiện tại, bởi vì những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại đang khá là tốt, khá là ok, nó cũng sẽ khả năng là nó cũng sẽ chạy song trùng với mã cổ phiếu FPT thôi. Mã cổ phiếu FPT. Với những tài khoản mà chúng ta Hùng Lê lưu ý nhé, Hùng Lê lưu ý là đầu tiên là điểm mua 23, sau đó là những cái điểm mua quanh vùng 24.5. Đó là những điểm mua đẹp, còn các anh chị không chủ động được, tức là chạy theo như thế thì chúng ta sẽ bị bất lợi về T cộng và bất lợi về giá, ví dụ như vậy. Ví dụ như bây giờ về đến vùng 25.2 rồi, các anh chị mới hỏi là có mua không, thì như thế nó sẽ rất là khó. Các anh chị nên nốt lại những cái điểm hỗ trợ vùng lê trong những cái quá trình phân tích, bởi vì là các anh chị nhìn thấy là những cái đường zích zác này nó còn lại đây, tức là Hùng đã phân tích từ rất là sớm từ 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 đó, và nó cứ theo dòng thời gian như vậy để chúng ta tiếp tục phân tích. Thì DGW là một mã cổ phiếu rất là ok. Chúng ta cùng điểm qua một số cái mã của nhóm cao su mà Hùng đã thấy có những cái tín hiệu. Đối với mã GVR thì Hùng đã có khuyến nghị các anh chị là chúng ta quan tâm trở lại những cái vị thế trở lại ở quanh vùng 13.9, bởi vì Hùng đang nhìn thấy là hiện tại thì sau một cái nhịp rơi ở đây thì đang có những cái nhịp nhịp hình thành ở đây, tức là nhịp hình thành nền đi ngang ở đây là 13.3 và quanh nền 13.9, thì về cơ bản là như vậy. Về cơ bản là cổ phiếu đang có một cái nền ở đây, và dòng tiền thì hiện tại là nó chưa thực sự là tích cực đối với GVR, và chúng ta sẽ cần phải cầu, cần có một cái lực cầu, và điểm trung bình ở đây là khoảng tầm 13.5, tầm 13.5 thì có thể chạm vùng 13.5, chúng ta cũng thể mua tiếp, và những cái vị thế ở đây là những cái vị thế mua gom. Các anh chị lưu ý như vậy, những cái vị thế mua gom, và sau khi mua gom xong thì sẽ có những cái phiên lực cầu của GVR và đi vào cổ phiếu, có những cái tín hiệu kỹ thuật xác nhận thì chúng ta sẽ mở những cái điểm mua hết. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu DRC. DRC thì là một cái mã cổ phiếu về cao su mà đây, những cái hình lằng ngoằng ở trước này thì vẫn đang còn lại ở những cái bản tin phân tích của ông Lê từ trước. Thì trong một cái nhịp đánh ngắn hạn ở đây thì ông có đề cập đến việc là cổ phiếu này, cái target mà ông phân tích ở đây là chạm vùng 25. Chạm vùng 25 và những cái nhịp test chỉnh về đây thì rất là đẹp, và hai phiên kết tuần thì cũng đang đưa cổ phiếu này quay trở lại vùng nền hỗ trợ 23.5 đến vùng 24. Các cái điểm mua của
Các cái điểm mua của DRC thì nó không còn, bởi vì những cái điểm mua đó chính là những cái điểm mà vùng kháng cự trở thành vùng hỗ trợ ở đây, tức là quanh vùng 23 ở đây, 22.8 ở đây đó, và những cái vùng thấp thấp ở dưới này, đấy là vùng bao nhiêu? Đấy là vùng 21.5. Thì về cơ bản những tài khoản nào mà chúng ta đang nắm giữ mã cổ phiếu DLC thì chúng ta cũng sẽ canh chốt. PHR, đối với PHR thì Hùng đã có phân tích ở trong tuần trước và cũng đã có những cái đề cập trên trên Zoom. Thì về cơ bản là cái nền ở đây là nền 52.5 đến nền 56. 52.5 đến 56 thì cổ phiếu này sau khi mà rơi thì đã có những cái vùng tích lũy tại đây và đang có những cái phiên vượt thoát để bứt lên. Thì về cơ bản là Hùng Lê kỳ vọng ở nhịp này PHR sẽ đánh chạm vùng khoảng vùng 68. 68 cơ bản thì cũng chỉ đánh được như thế thôi, tức là đâu đó tăng được khoảng tầm độ 5 đến 6.000 gì đó. Thì đối với những tài khoản mà chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu này thì chúng ta cũng sẽ canh ở những vùng này thì chúng ta có thể chốt, và thậm chí là không không chạm được đến vùng đó mà chạm đến được vùng 65 chẳng hạn, mà tín hiệu kỹ thuật nó có tín hiệu kỹ thuật đảo chiều thì chúng ta cũng nên canh chốt. Bởi vì trong team của Hùng Lê một số các anh chị cũng đang nắm giữ mã cổ phiếu này PHR. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu mía đường SBT. Đối với SBT, những cái nhịp chỉnh về quanh vùng 17.5 và sau đó thì gần như là chỉ chỉnh trong phiên và hút lên. Thì hiện tại là SBT đang đi ngang như thế này thì cũng khá là khó để chúng ta phân tích. Tuy nhiên, một số các tín hiệu kỹ thuật nhận diện cho thấy rằng là dòng tiền đang bị yếu đi và đường MACD đang xấu đi, và một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì cũng đang cho thấy rằng là FTP đang có những cái xu thế thiên về chủ đạo là đi ngang và giảm giá. Thì xu thế chủ đạo hiện tại là như vậy, và trên một cái cây nến tuần thì chúng ta cũng thấy rằng là nó tạo thành một cái cây dạng dạng như cây doji. Cây doji tất nhiên là nó không giống doji lắm nhưng gần gần như vậy. Các cái mã cổ phiếu đầu cơ có gì vui không ta? BCG. BCG thì đã rơi rồi, và như vậy là cổ phiếu này nó sẽ rơi rất là mạnh. Rơi rất là mạnh ở sau này bởi vì đầu cơ mà, tức là lên như thế nào thì nó sẽ xuống như thế đó. Đó, lên như thế này thì có khả năng là cũng 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 xuống như thế này. BCG thì cũng không có gì. TCH. TCH thì sau một nhịp đánh dẫn lên thì hiện tại là TCH đang có những nhịp đình trình quanh vùng 23.8 đến vùng 24.5. Về cơ bản là gì ạ? Về cơ bản là vẫn một trạng thái đi ngang ở đây, và có thể nó sẽ đi ngang để chạm kênh. Chạm kênh tức là chạm cái vùng hỗ trợ ở đây là vẫn là vùng bao nhiêu? Vùng 24, vùng 24. Thì với những cái vị thế tài khoản mà chúng ta đã mua ở được quanh vùng 23 thì chúng ta 22.5 đến vùng 23 ở đây này, ở đâu ở vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ thôi. Còn TCH thì đánh đầu cơ nó cao và cũng phải kiên nhẫn một tí. AGR. AGR thì về cơ bản là chạm vùng hỗ trợ 4.15 thì đang có một nhịp bật lên, và hiện tại thì dòng tiền đang hơi yếu, và trong cái nhịp này hồi phục này thì Hùng cũng chỉ kỳ vọng là có thể chạm lại về vùng 4.8 thôi. Những cái điểm mua thì nó cũng không còn nữa, bởi vì là những cái điểm mua nó phải mua sớm cơ. Hàng đầu cơ thì chúng ta mua muộn thì chúng ta sẽ bị bất lợi về giá và chậm về T. Một số cái mã cổ phiếu mới lên sàn thì Hùng không phân tích. Chúng ta cùng điểm qua một số các mã cổ phiếu như là PC1. Đối với PC1 là đã chỉnh chạm về vùng 19.5, tức là vùng hỗ trợ 19.5. Thì khi chạm về vùng 19.5 này, các anh chị những cái tài khoản nào đang có PC1 các anh chị lưu ý giúp vùng Hùng Lê vùng 19.5. Nếu vùng này mà cổ phiếu không tích lũy lại được mà có những phiên gãy tiếp, anh chị lưu ý gãy tiếp, thì như vậy là chúng ta tạm thời chúng ta sẽ phải bán chốt, bởi vì là như vậy là cái xu thế của cổ phiếu nó sẽ không còn hồi được nữa.
Trên các cái tín hiệu kỹ thuật, chúng ta xem trên biểu đồ nến tuần thì đã có một tuần lấp lại. Các anh chị lưu ý đã có một tuần lấp lại toàn bộ những cái nỗ lực tăng trước liền trước nó của nó, với việc là vốn lượng hàng ra cũng khá là lớn. Tín hiệu đường MACD đang xấu đi và một số các tín hiệu về dòng tiền thì cũng đang bị suy yếu rất là nhiều. Kể từ dòng tiền bị suy yếu kể từ ngày 16 tháng 9 là dòng tiền đã bị suy yếu đi. Chính vì vậy nên là cái xu thế chủ đạo của cổ phiếu vẫn là xu thế giảm giá, và các anh chị lưu ý giúp Hùng lên. Gãy nền 19.5 chúng ta sẽ phải canh, chúng ta chốt. Đối với gạch thì cũng đã chạm vùng hỗ trợ, tức là vùng 22. Tuy nhiên tín hiệu kỹ thuật hiện tại của gạch thì dòng tiền đang bị mất đi, dòng tiền thì đang bị mất đi và tín hiệu dòng tiền thì cũng đang bị suy yếu một cách trầm trọng như thế này. Thì khi mà cái tín hiệu dòng tiền nó bị suy yếu như vậy thì cổ phiếu khó lòng mà có thể hồi phục được, khó lòng có thể hồi phục được. Và một cái tín hiệu hiện tại của GEX là tín hiệu đường MACD thì nó đang cực kỳ xấu. Tín hiệu đường MACD đang cực kỳ xấu, và với một tuần gạch không vượt lại được, tức là chạm lại vùng đỉnh cũ và sau đó thì đã có những cái nhịp giảm mạnh như thế này, thì về cơ bản là xu thế chủ đạo của gạch vẫn là xu thế giảm giá. Và giảm về đâu thì bây giờ chúng ta đang có một cái vùng hỗ trợ quanh vùng khoảng vùng 21 ở đây. Khoảng quanh vùng 21 ở đây thì về cơ bản là khả năng là sẽ chỉnh lại về quanh vùng 21. Sẽ chỉnh lại về quanh vùng 21, và từ vùng 21 này tích lũy. Sau đó thì sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta nhận diện được xu thế. Di thì lúc nãy Hùng có phân tích rồi, Hùng Lê có phân tích rồi. Thì về cơ bản là Di đã có một tuần giao dịch không thực sự tích cực, nó là một cây nến tuần, nó cũng lấp gần như là những cái thành quả trước đó và đi vào cái vùng 37 38, anh chị lưu ý, và khả năng cao thì Di sẽ tích lũy lại ở quanh cái nền này thôi, Di tích lũy tranh quanh cái nền này. Tín hiệu ngắn hạn thì đường MACD cũng xấu và tín hiệu về dòng tiền cũng đang xấu đối với mã cổ phiếu Di. Bình Minh đã phân tích rồi, chúng ta sẽ xem mã cổ phiếu TNA. Đối với TNA thì Hùng cũng đã có đề cập ở trên trên Zoom rồi. Hiện tại thì TNA đang có một cái dòng tiền khá là tốt và những cái điểm bẻ gãy kênh xu thế thì cũng đã được hình thành. Tuy nhiên TNA thì có một cái vùng kháng cự ở đây, vùng kháng cự cũng khá là dài đấy, vùng quanh vùng khoảng vùng 15. Quanh vùng 15 thì cũng khá là dài đối với TNA. Và hiện tại là bây giờ vùng 14.5, tức là những cái điểm mua Hùng Lê có khuyến nghị ở đây là các anh chị quan tâm ở quanh vùng 13. Thì hiện tại thì đang có những nhịp đánh lên và có những nhịp đánh khá là mạnh để chạm về vùng 15. Thì đối với mã cổ phiếu TNA thì lướt sóng thì Hùng nghĩ là nó hơi khó, nhưng mà trong ở giai đoạn hiện tại thì chúng ta đánh TNA theo một sóng dài thì khả năng sẽ là ok. Cũng là một mã cổ phiếu mà Hùng đã khuyến nghị đầu tư. NTP nhựa Tiền Phong. Nhựa thiếu niên Tiền Phong thì đối với nhựa thiếu niên Tiền Phong thì chúng ta cũng thấy rằng là Hùng cũng đã tìm một cái điểm hỗ trợ ở đây quanh vùng 35. Những cái điểm test chỉnh ở đây thì Hùng đã có khuyến nghị các anh chị là chúng ta có thể tham gia ở quanh vùng 36.3 hoặc là vùng 36. Vùng 36.3, vùng 36 và cái vùng kháng cự ngắn là vùng 40. Thì hiện tại là cổ phiếu này đang có một tuần, về cơ bản là nếu mà xét ở trên đến tuần thì là tăng giá một tí, và chủ đạo ở giai đoạn hiện tại thì vẫn đi ngang quanh vùng 38. Tất nhiên là Hùng Lê kỳ vọng ở cái nền nó thấp hơn, đó là khoảng nền 36. Lê kỳ vọng ở một cái nền 36 đến nền 36.3 ở đây, thì tùy từng cái vị thế của các anh chị thì chúng ta cũng có thể xem những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta có thể kỳ vọng ở những cái mức độ khác nhau, thì chúng ta có thể tham gia một ít ở vị thế ở vùng 38. Nếu như nếu cổ phiếu chỉnh về vùng 36 thì chúng ta cũng có thể tham gia tiếp theo, và sau đó thì chúng ta sẽ chờ. Còn đối với cổ phiếu này thì chúng ta cũng phải đánh dài, tức là đánh hàng tuần, thậm chí là đánh hàng tháng, chứ đánh ngày 1, ngày 2 thì nó cũng sẽ rất là khó.
TNG thì cũng đã phân tích rồi, chúng ta sẽ xem mã cổ phiếu CVT. CVT thì về cơ bản là team của ông Lê đã chốt hết rồi. Trong hai phiên gần đây là phiên ngày hôm qua là cũng đã chốt rồi. Bởi vì là sao? Bởi vì là trong cái kịch bản đề cập của ông Lê là CVT chạm được khoảng vùng 23. Đó, chạm được về vùng 23 thì như vậy là các anh chị trong team của ông Lê cũng đã chủ động để chốt. Và khi khi mà cổ phiếu đã chạm được về vùng đến vùng 23 thì cổ phiếu nó sẽ có những cái trạng thái lình trình, và đẹp nhất thì CVT sẽ chỉnh lại về vùng hỗ trợ ở đây. CVT sẽ chỉnh lại về vùng hỗ trợ ở đây là khoảng vùng 21.22. Trước mắt là khoảng vùng 22, nhưng khả năng là vùng nó nếu mà nó chỉnh thì nó sẽ chỉnh sâu hơn một tí. Tuy nhiên hiện tại tín hiệu kỹ thuật hiện tại của CVT thì cũng lại đang đánh giá khá là tích cực, và anh chị em của chúng ta có thể quan sát ở quanh những vùng này, tức là vùng 23.6 và đằng dưới là vùng 23. Cổ phiếu này sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật để phát đi. Nếu như chúng ta gãy ở nền 23, lại gãy ở nền 23 thì như vậy là cổ phiếu sẽ có cái xu thế tích lũy ở cái nền thấp hơn. Nhưng ngược lại là không gãy nền 23 mà vẫn tiếp tục lình trình đi ngang ở đây, và sẽ có một đến hai phiên đánh vượt lên. Tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Hùng Lê đang thiên về kịch bản là cổ phiếu này sẽ ở trong vùng này và đánh lên. Bởi vì là Hùng chưa nhìn thấy những cái tín hiệu nguy hiểm đối với mã cổ phiếu này. Chưa nhìn thấy. Và khả năng là nhịp đánh lên này nó sẽ chạm về đâu? Nó sẽ chạm về khoảng vùng 25. Chạm về vùng 25 thì khả năng là mới chỉnh thì nó hợp lý hơn. Đó, nó sẽ chạm về vùng 25. Ok, chạm về vùng 25 ở đây. Vùng 25 ở đây, khả năng là chạm về vùng 25 thì là mới là cái vùng kháng cự của cổ phiếu. Ok, CVT. Trong trong tuần thì Hùng cũng có đề cập đến mã cổ phiếu Phú Tài PTB. Đối với PTB thì chúng ta nhìn ở trên cái biểu trên cái nến ngày thì nó khá là khó chịu. PTB thì cũng đã có nhiều nhịp phân tích ở trước đây. Nếu những anh chị nào mà chúng ta đồng hành với team của ông Lê thì chúng ta cũng đã có thể có được rất là nhiều những cái nhịp phân tích, ít nhất là hai nhịp khuyến nghị đối với PTB. Thì hiện tại đối với PTB là chúng ta có thể thấy rằng là PTB có một tuần giao dịch hết sức là tích cực, và cái vùng hỗ trợ ở đây, là vùng 66.5, đã có những phiên chạm và thậm chí là vùng 66 đã có những phiên chạm về vùng này, và sau đó thì cổ phiếu này đã có một cái nhịp bứt lên. Thì trong một cái tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn thì Hùng đánh giá rằng là có thể cổ phiếu này sẽ chỉnh lại về quanh nền 70. Sẽ có một đến hai phiên chỉnh lại quanh nền 70 đây, và sẽ có những cái tín hiệu dòng tiền đánh lên. Sẽ có những cái tín hiệu dòng tiền đánh lên từ nền giá 70 đây. Và mục tiêu ngắn của PTB thì thường là đánh theo kênh. Mục tiêu ngắn thì là đánh chạm về vùng 72. Chạm về vùng 72 và có thể cao hơn lên. Đây là đánh chạm về khoảng vùng đậu. Mục tiêu ở trong nhịp đánh này là chạm vùng 75. Chạm vùng 75 ở đây. Với những tài khoản nào mà chúng ta chưa có PTB thì chúng ta cũng có thể canh ở quanh vùng giá 69.5 đến vùng 70. Ở vùng 69.5 đến vùng 70 ở đây để chúng ta có thể tham gia vị thế. Bởi vì là ở giai đoạn hiện tại thì chúng ta sẽ tham gia vị thế, và sau khi mà cổ phiếu về những tài khoản mà cổ phiếu tiếp tục được đánh lên thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta mua. Đạm Phú Mỹ thì có tín hiệu, tuy nhiên là với những tín hiệu này thì cổ phiếu này cũng sẽ phải cần thời gian rất là dài, bởi vì là cổ phiếu cũng đã bị rơi về vùng khá là thấp, tức là đáy của đáy rồi, tức là đáy này là đáy rất là thấp của Đạm Phú Mỹ rồi. Những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì đang cho thấy là xu thế cổ phiếu này sẽ hồi, và hồi thì về cơ bản là khả năng thì cũng chỉ hồi chạm lại được đây thôi, vùng 15.15.3. À,
Cơ bản là chạm về vùng 15.3 thôi, sẽ chạm về vùng 15.3. Sau khi chạm về vùng 15.3 này thì cổ phiếu nó sẽ có những cái nhịp nhịp rũ lại, tích lũy lại, và tích lũy xong thì lúc đó thì chúng ta sẽ có thể quan sát được cái cách cổ phiếu vận động, và có thể chúng ta sẽ tham gia nhịp sau. Nhịp sau thì chúng ta sẽ tham gia mã cổ phiếu Đạo Phú Mỹ, còn nhịp này thì chúng ta chỉ nốt lại để chúng ta theo dõi thôi. Ok, như vậy là chúng ta vừa đi phân tích lại toàn bộ các cái danh mục, các cái mã cổ phiếu mà chúng ta tham gia đầu tư, và các cái mã cổ phiếu mà chúng ta liên tục phân tích ở trong tuần. Thì về cơ bản là Hùng đã có những cái khuyến nghị cảnh báo cho cộng đồng nhà đầu tư, đó là tuần tới thì VN Index của chúng ta sẽ là một tuần khá là khó khăn. Cái trạng thái chủ đạo là trạng thái lình xình đi ngang, và các anh chị lưu tâm lúc giúp Hùng Lê cái ngưỡng 985, ngưỡng 985 là một cái ngưỡng rất là quan trọng, và nếu mà ngưỡng 985 này bị gãy thì như vậy là VN Index của chúng ta sẽ có xu thế tích lũy ở một cái vùng nền nó thấp hơn, đó là vùng nó thấp hơn đó là vùng bao nhiêu đấy, đó là vùng 970, 970, tức là lại chạm lại đây. Chạm lại đây thì lại công lại mốc 1.000 điểm. Tóm lại là mốc 1.000 điểm vẫn là một cái mốc mà rất là khó khăn. Khi mà cứ chạm về đến đây thì chúng ta thấy rằng là lịch sử chúng ta lúc đầu bản tin thì Hùng Lê cũng đã có đề cập rồi. Còn về các cái mã cổ phiếu thì Hùng cũng đã có cảnh báo cho các anh chị là những cái mã cổ phiếu nào đang có những cái dấu hiệu suy yếu, những cái mã cổ phiếu nào đáng để đầu tư trong thời gian này thì chúng ta cũng lưu tâm để chúng ta có chủ động ở trong cái quá trình chúng ta giao dịch. Và Hùng Lê cũng mời các anh chị của chúng ta, cộng đồng nhà đầu tư, những anh chị nào mà có những cái góc nhìn, có những quan điểm cùng với Hùng Lê thì về đồng hành cùng với Hùng Lê tại công ty chứng khoán VBS thuộc team của Hùng Lê, để có tham gia những cái hỗ trợ chuyên sâu ở trên hai cái room. Thứ nhất là room về hỗ trợ nhà đầu tư ở mảng chứng khoán cơ sở, và sau đó thì một cái room nữa là room hỗ trợ cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta ở ở mảng phái sinh, ở mảng phái sinh. Ok. Như vậy là bản tin tuần này đến đây tạm dừng. Thân ái chào tạm biệt quý anh chị nhà đầu tư, và hẹn gặp lại cả nhà trong những bản tin tiếp theo. Chúc cả nhà có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình, lấy sức để cùng chống đỡ một cái tuần giao dịch khó khăn hơn của thị trường. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.